chưa biết cách khai thác. À, nói cụ thể đi, nói cụ thể hơn đi Phương, bật mic lên hoặc là chat cụ thể. Nên là thường thường mọi người hỏi á thì khai thác một một chủ đề nhỏ thôi, thì tí chúng ta sẽ ví dụ, nên là tí nhá thì chúng ta sẽ có cái tổng quan, nhưng mà chúng ta sẽ đi vào một cái ví dụ cụ thể là chúng ta sẽ ứng dụng làm content. Vì content thì ở đâu chúng ta cũng phải dùng hết á. Chúng ta muốn làm một cái kịch bản quay video cũng phải có content. Chúng ta xây dựng fanpage cũng phải có content. Chúng ta làm bài tư vấn bán hàng á thì cũng phải có content. Nên chúng ta sẽ lấy cái đó làm cái ví dụ. Ông Phương đâu rồi? Có anh chị nào chưa chưa sử dụng được thì lên chia sẻ nào. Chia sẻ càng cụ thể càng tốt nha. Tức là ngay trên cái sản phẩm của mọi người luôn á. Thì ứng với những cái gì mà em đã làm thì em sẽ chia sẻ luôn cho. Bởi vì cái thằng ChatGPT này này, thật sự mà muốn dùng hiệu quả nhá là mình phải có kiến thức nền trong cái lĩnh vực đó. Còn nếu không là nó trả lời kiểu như là chúng ta tìm kiếm ở trên Google á. Còn nếu mà chúng ta có một thì nó sẽ, tí nữa mình sẽ chia sẻ mọi người cách sử dụng nó. Ví dụ đây Phương này, đề xuất ba tiêu đề cái gì đây, ví dụ như sản phẩm dược mỹ phẩm điều trị da của Phương Nha. Phương nhờ GPT đề xuất ba tiêu đề gây sự chú ý của khách hàng có bệnh lý về da. Rồi sao? Ý là nó không đưa sát hay sao? Bởi vì ví dụ chẳng hạn cái thông tin Phương đưa ra nó khá là chung chung, thì nếu mà với một cái thông tin chung chung thế này này thì cái kết quả trả về nó sẽ là chung chung. Như như bệnh lý về da là mới bị hay là bị lâu rồi, bệnh lý về da nó bao nhiêu tuổi, nó khác nhau chứ. Ví dụ 18 tuổi thì nó khác, thì nếu mà mình đưa cái dữ liệu thế này thì chả nó trả lời chung chung. Nên là tí nữa chúng ta sẽ học cái phần đó, tức là chúng ta phải theo một cái trình tự thì chúng ta sẽ học cái này dần dần. Còn nếu không không đưa như thế này vẫn chưa có kết quả được đâu. Nên là Phương làm sai rồi, tí nữa chỉ lại cho. Nhà thì có người mà không biết đường mà xài, đi tí tớ lên mấy cái thằng ở đâu. Phương là học chung trường với mình này Đức này, ở trên đó sẽ giải quyết nhá. Này ví dụ như cái của Phương chẳng hạn đấy nhá, ví dụ bây giờ nó mọi người chưa có thì chúng ta sẽ đây này. Đầu tiên là chúng ta đăng nhập thì chúng ta sẽ chat.openai.com nhé. Chúng ta nhìn thấy cái màn hình được chưa? Rồi để mình tắt cái add on này đó. Cái này tí nữa mình sẽ chỉ mọi người. Cái này là cái câu câu lệnh mẫu á. Đây ví dụ bây giờ chẳng hạn này, nếu mà mọi người đưa câu hỏi giống như Phương á, đây này, ví dụ này. À, tôi bán, xin chào anh Tuấn, tôi bán sản phẩm là dược mỹ phẩm này, gợi ý ba tiêu đề hấp dẫn, ba tiêu đề thu hút khách hàng, anh gọi ý nhá, thu hút khách hàng. Có bệnh lý về da. Ví dụ enter này.
Thì ví dụ chẳng hạn thì cái này là cái sai sai gọi là sai cơ bản nhất luôn á, tức là chúng ta đưa cái thông tin nó không có đủ này, thì nó sẽ tự đưa này điều trị nám tản nhang rồi hoàn hảo này, đúng không? Nó đưa nó không sát, nên là phải phải nói là cái da là bệnh lý, là bệnh lý gì. À bây giờ mình đổi câu hỏi lại nhá, tranh thủ lúc chờ đợi nhá. Thế mọi người mà chia sẻ đoạn này thì mình sẽ có thời gian. Bệnh lý về da cụ thể là nám da lâu năm. Khách hàng của tôi từ này 30 đến 45 đó, enter này, chúng ta sẽ thấy này cái cách trả lời nó sẽ khác, thấy chưa? Sát chưa Phương? Nhưng mà thế này vẫn là làm sai. Thì sau khi đưa câu hỏi một xong Phương đưa câu hỏi thứ hai nhưng mà nó không sát. Thì bởi vì là thế này là làm sai, tí nó nói cho. Nhưng mà ví dụ chẳng hạn Phương đưa cái này vào là không đủ thông tin cho nó này, ví dụ chẳng hạn mình nói là này, Thì đúng là vì lần đầu tiên xài mà. Thì hôm bữa là đưa thì thử mò đó. à rồi rồi thì ngồi đây chỉ cho nha. Thì cái này mọi người cùng học học luôn nhá, ý là chữa bài thì mọi người học luôn. Thì cái này là chúng ta sẽ, thì chúng ta sẽ nói vấn đề về cái chuyện là cái tính logic của nó, và chúng ta cả ví dụ này, tôi bán mỹ phẩm này như thế này là rất là kiểu như là lỗi sai giống như mọi người luôn. Rồi ok, thì cái này thì tí chúng ta sẽ quay lại nhá. Thì mọi người tí mọi người hơi khỏi khỏi cần tí đi. Rồi cái này tạm bỏ qua nhá, tí nó giải quyết dần dần Phương nhá. Rồi, ok mọi người. Thì cái chương trình hôm nay mà tôi muốn chia sẻ với mọi người á, cái này thì sau khi suy nghĩ lại thấy cứ thấy là tiêu đề này nó quá là to tát rồi. Tức là X10 sức mạnh là sức mạnh để làm gì? Tức là mình muốn á, là tận dụng cái con này này cho bản thân của mọi người á. Chứ còn nó thì mạnh sẵn rồi, không phải làm cho nó mạnh hơn nữa, nó mạnh sẵn rồi. Được chưa? Thì để mà chúng ta bắt đầu chương trình nhá. Ok. Thì mọi người hãy comment cái nơi mọi người đang ở và cái sản phẩm mọi người đang muốn ứng dụng ChatGPT để mà chúng ta kinh doanh tốt hơn. Hôm nay chúng ta đang bàn về cái chuyện là ứng dụng ChatGPT trong kinh doanh thôi. Chúng ta không không nói những cái vấn đề nó xa hơn nữa. Được chưa? Ok không? Rồi mọi người gõ cái nơi mọi người đang sống này và cái sản phẩm mọi người đang kinh doanh. Được chưa? Thì mình sẽ biết là à, mọi người kinh doanh cái sản phẩm gì. Đó, rồi xin chào anh Tuấn này ở Hồ Chí Minh đang làm thời trang này. À, mọi người chat hết một loạt xem nào. À, Phương Duy Hồ Chí Minh luôn. À, anh em Hồ Chí Minh đâu vậy? Trang sức kim cương. Rồi. Ok. Rồi sản phẩm gì nữa không? À, Hào lĩnh vực thời trang, giày Tây Nam, snake giày da, rồi ok luôn. Rồi những người còn lại sao? À, sản phẩm wifi, rồi ok wifi này, rồi tí nữa hỏi thêm. Rồi mọi người chat hết gõ hết luôn đi. À, Hà Nội rồi, máy chế biến thực phẩm anh Đức Nguyên. Rồi ok. Rồi còn ai nữa không? Trong này có mười mấy người cơ mà. Mọi người gõ cái nơi mọi người ở và cái sản phẩm nhé, để mình biết là hôm nay thì chúng ta gặp những người ở đâu. Rồi ok. Rồi thì trước khi mà bắt đầu chương trình á, thì mong muốn đầu tiên á là mình sẽ giúp cho mọi người có một cái nhân viên content được hiệu quả, hoàn toàn miễn phí, giúp cho mọi người công việc kinh doanh nhé. Ít nhất là vấn đề content, bởi vì thực sự là thời gian qua thì mình có đào sâu khá nhiều
trong việc ứng dụng ChatGPT cho content. Tại sao? Bởi vì là mình thấy thì content nó ở khắp mọi nơi, và đúng ra là không phải ai cũng giỏi content để mà làm được. Tức là chúng ta có thể viết đúng á, nhưng mà chúng ta rất là khó trong cái chuyện là viết viết hay. Nên là chúng ta sẽ ứng dụng, đầu tiên là phải ứng dụng cho được content. Rồi, thì mình sẽ yêu cầu mọi người một cái số để chúng ta có cái chuyện chúng ta mang kết quả tốt nhất. Thứ nhất là mọi người dừng công việc đang làm. Ông nào đang ăn thì từ từ rồi ăn, ông nào đang ôm người yêu thì đuổi về hết đi. Được chưa? Chúng ta hãy để điện thoại ở chế độ yên lặng và tắt hết tình duyệt ngoài áp dụng. Và nếu mà được thì chúng ta tìm một nơi yên tĩnh. Còn thật sự con khóc rồi vợ gọi, không tập trung làm gì được, mất cả thời gian, nó dở dở ngương ra. Được chưa? Thì đó là những cái đề xuất. Còn về cái nguyên tắc học tập á, để chúng ta học á, thì thứ nhất thì ở đây thì cũng không phải là có những cái người đi nghe lần đầu tiên về ChatGPT đâu, mà mọi người nghe đâu đó rất là nhiều rồi. Thì mọi người cứ coi như mọi người vào đây thì mọi người tin mình đi, được chưa? Thì mọi người cứ học như một đứa trẻ coi như không biết gì đi, học từ đầu. Bởi vì nếu không là sẽ làm sai. Bởi vì nếu không á, chúng ta sẽ làm nó ngược ngược lắm. Được chưa? Chúng ta học một từ đầu và chúng ta sẽ kiên nhẫn một chút. Tại sao mà mãi mà không không phải học hành gì, thì cái gì nó cũng cần thời gian, thì nó chúng ta cần một cái môi trường học tập để chúng ta học và chúng ta kiên nhẫn. Tiếp theo thì học online đặc thù nó có cái chuyện là chúng ta ngồi một chỗ người nó chán lắm. Được chưa? Nên là chúng ta phải tương tác với nhau, được không? Mọi người có đồng ý tương tác không? Nếu mà đồng ý thì mọi người gõ hello xem nào. Hello, Thôi thầy ơi. xin chào Thành, cho nó hoạt động đi. Hello thầy ơi, chào thầy ơi. À rồi rồi rồi, ngồi một chỗ buồn. Em dạo này nhốt mình trong phòng suốt ngày nói lảng nhảng này, thằng xóm đang bị ông biểu cái thằng nó làm cái gì. Tao thấy thì sáng thì nó tưới cây, sáng đưa con đi học cả ngày không thấy nó đâu, sau buổi tối phòng nó ngồi nói lảng nhảng cả ngày, nó ngồi nói lảng nhảng không biết nó có bị bệnh gì hay không. Suốt ngày mặc quần đùi đi xe đạp thong dong rồi thôi. Rồi ok rồi, thì trước khi mà bắt đầu chương trình thì em giới thiệu một chút về em. Ở đây cũng có người cái bạn học của em. Thì em thì tiền thân là học về xây dựng, tức là một kỹ sư xây dựng giống như là bạn của em hiện tại ở đây. Thì em cũng đi làm được mấy năm nhưng mà em bắt đầu bán hàng online thì từ năm 2012. Đây là cái bức ảnh em tìm lại được trên YouTube mình, đó là cái sản phẩm này là móc khóa camera bí mật. Ngày xưa khi mà em ngừng kinh doanh tầm khoảng 4 5 năm là người ta vẫn hỏi suốt nhé. Bởi vì cái sản phẩm này ở Đà Nẵng rất ngày đó rất ít người bán luôn. Bây giờ thì nó Shopee rồi này nọ ra đời nó tràn lan nhé. Này rồi sản phẩm sau nữa thì em hay làm USB này, thẻ nhớ này, đủ các kiểu. Còn có một cái giai đoạn nữa cũng nói chung là lì và liều, đó là chơi hàng nóng em cũng buồn luôn. Nếu mà đây nếu mà ai chơi cái loại này nó biết là kích điện kích đồ ngày đấy liều lắm. Nói chung là thì đấy nó không có suy nghĩ gì nhiều, đơn giản thì thấy thì có tiền thì kinh doanh thôi mà nó siêu lợi nhuận lắm. Mà cái này sau này em đang làm dần em bỏ, em thấy cái thằng bên thằng thằng cu ấy nó bị 141 nó đập cho te khiếp đen luôn đó. Chưa cái này em làm cả bạn thì em bỏ. Thì kinh doanh thời gian thì đến năm 2016 thì dòng đời đưa đẩy em đi vào con đường đào tạo. Thì ngày xưa thì em cứ nghĩ là học quảng cáo Facebook á là để kinh doanh thôi. Nhưng mà sau này thì chia sẻ rồi mọi người cứ đưa đẩy, ê mày dạy đi thì rốt cuộc là thành thành đi dạy. Nhưng mà em vẫn kinh doanh, vẫn buôn bán. Nói chung là có lẽ là nó tức là cái công việc của em như là xây dựng thì nó khá là buồn, cứ làm rồi tối về ngủ, em không có thích lắm. Có một thời gian là em bỏ việc kinh doanh nhé để em tập trung vào xây dựng, nhưng mà em không có làm, sau đó em đi tiếp. Thì tại sao mà em muốn chia sẻ với mọi người, đặc biệt là về content marketing trong
sử dụng ChatGPT để làm content, bởi vì là mọi người sẽ thấy này, content nó ở khắp mọi nơi, đúng không? Chúng ta có thể dùng ChatGPT để viết bài web này, xây dựng fanpage này, xây dựng nick cá nhân thì đều phải có content hết. Đây, YouTube thì liên quan gì đến content? YouTube liên quan gì đến content Phương? Em lại hả? YouTube liên quan gì đến content? Làm video với content chứ. À đúng rồi, làm video còn gì content, đúng rồi. Bạn Phương nói chuẩn nhé. Tức là làm cái gì cũng phải có content hết rồi. Và giống như là mình học quảng cáo Facebook á, thì sau khi có sản phẩm khách hàng thị trường rồi thì phải xây dựng fanpage, thì content nó cũng cực kỳ quan trọng, nó ở khắp mọi nơi. Và thậm chí là nếu mà chúng ta không biết được content thì chúng ta sẽ chạy quảng cáo cực kỳ là tệ nhé, thậm chí là không có khách, ế, đúng không? Đó, thì ví dụ ở đây là có ba cái giai đoạn mà chúng ta làm quảng cáo á. Đầu tiên là trong kinh doanh cũng vậy nhé, không chỉ là quảng cáo đâu nhé. Đầu tiên là phải xác định được giá trị này, bán gì, bán cho ai này, đó, thể hiện giá trị này. Thế mà thể hiện thì chỉ có thông qua content thôi. Thì content nó sẽ có định dạng text, định dạng hình ảnh, định dạng từ. Nhưng mà ChatGPT thì nó chỉ hỗ trợ là định dạng text thôi, đúng không? Có ai thử chuyển làm à? Hôm bữa em có cái câu lệnh nhé, là gõ để có ảnh của ChatGPT nhưng mà nó xấu lắm. Tí em sẽ chỉ mọi người cái công cụ nó xịn hơn để chúng ta làm hình ảnh, chứ còn nếu mà làm với ChatGPT nó xấu quá cả, xấu cực kỳ. Rồi, ok, mọi người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng thì chúng ta gõ sẵn sàng nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi trực tiếp. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn. Ok, rồi sẵn sàng đúng không? Rồi, Hào sẵn sàng rồi, những anh em còn lại đâu rồi? Tương tác đi cho nó đỡ buồn ngủ. Rồi, ok. Bây giờ thì sẽ có những người chưa từng dùng ChatGPT, thì mọi người sẽ đi từ đầu nhé. Đầu tiên thì ChatGPT nó sẽ có địa chỉ đường dẫn này là chat.openai.com, đúng không? Ai chưa có thì mình gửi lên đây cho, đúng không? Rồi, ông nào chưa có tài khoản nữa thì mai liên hệ cho mượn cho. Được chưa? Thì mọi người sẽ thấy nó chả có gì cả, nó ngoài một cái khung chat như thế này, nhưng mà chúng ta có thể yêu cầu nó bất cứ làm gì. Rồi, ví dụ bây giờ mình nói là hãy làm cho tôi bài thơ về nghề xây dựng đó. Xây dựng công việc cao quý, nói chung là nó viết tài le tét lét vậy đó. Nói chung là chúng ta cứ yêu cầu cái gì thì nó làm cái đó, được chưa? Rồi đó, và nó không thể có làm công việc phức tạp hơn. Ví dụ như cậu cái của đây chẳng hạn, đây là mình nói cái của Phương đi, mình nói là hãy phân tích trở ngại khách hàng bị bệnh lý về da nám tuổi 30 đến 45. Đó, trở ngại khi mua hàng nhé. Tức là nó thằng này nó phân tích khách hàng được luôn, được chưa? Tức là để chúng ta hiểu insight để chúng ta biết, chưa? Thiếu hiểu biết này. Đó. Rồi, có ai muốn thử nó gõ gì không? Có ai chưa có tài khoản muốn thử gõ gì không? Được chưa? Đó, nó phân tích được như vậy luôn á. Thay vì mình mất công là rồi. Đó, ví dụ cái thằng Duy chẳng hạn. Rồi, stop đi. Trở ngại của khách hàng mua kim cương chưa? Để ta hỏi lắp wifi ở Nhật để coi được có không nha. Trở ngại khách hàng
Anh Hằng là du học sinh nhá, là du học sinh khi sử dụng wifi tại Nhật Bản. Tưởng lại là du học sinh Việt Nam nhá, cho đúng nhá, nhưng mà gõ không đúng. Ok. Đó, nó có thể làm được như vậy á. Thì dịch vụ. Rồi, ok. Thấy không? Cái gì nó không làm được hết. Đó. Chưa? Rồi, thì chúng ta sẽ học cái bí quyết đầu tiên để sử dụng cái con này này. Đó là chúng ta phải trò chuyện với nó. Chúng ta đừng có hỏi kiểu gọi Google nhé. Đừng có hỏi như hỏi Google. Chúng ta phải trò chuyện với nó. Đó, ví dụ mình sẽ trò chuyện nó tiếp. À, rồi, nói thêm. Ví dụ mình nói là phân tích thêm ý số 2. Đó, mình trò chuyện với nó. Nó sẽ cho thêm thông tin. Đó, đúng chưa? Ok không? Rồi, mọi người gọi cho mình từ khóa là phải trò chuyện với nó. Trò chuyện với nó. Ta gọi từ khóa là phải trò chuyện nhé, chúng ta sẽ nhớ. Nên là ở đây là mình muốn mọi người có cái tư duy sử dụng nó đúng. Dạ, chúng ta sẽ trò chuyện với nó. Ừ, chúng ta sẽ trò chuyện. Đúng rồi, chúng ta sẽ trò chuyện với nó. Rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy là bà Phương nó cùng trò chuyện với nó nhưng mà nó không ra kết quả. Đúng không? Nó sẽ có vấn đề là mọi người cùng trò chuyện đó nhưng mà nó không có ra kết quả. Có ai bị như vậy không? Ngoài Phương ở đây có anh chị nào cùng trò chuyện nhưng mà nó vẫn chả ra cái gì cả? Dạ có vậy ơi. Rồi chia sẻ, mọi người chia sẻ thử xem. Trò chuyện kiểu sao? Em trò chuyện kiểu sao? Giống như là lúc đầu em muốn trò chuyện với nó về mà cái giá trị mà của khách hàng khi mà mua được cái những kim cương á, xong rồi nó bay qua cái việc mà cái giá trị kim cương thôi chứ nó không có liên quan đến cái mà giá trị khách hàng nhận được mà khi mua cái sắt kim cương. Nó kiểu như vậy. Tức là nó sẽ nói sai đúng không? Dạ vâng. Rồi. Thì nó nói sai á, nó sẽ liên quan đến cái vấn đề thứ hai, tức là em làm sai trình tự. Tức là nó không khớp giống như là Phương á. Tức là mình đang làm theo kiểu ok, thì những ai mà chưa cài đặt được ChatGPT thì bây giờ thì không thể hỗ trợ được nữa rồi. Thì thôi mọi người cứ học đi nhá. Mọi người học đi rồi hỗ trợ sau, ý là mình biết cách dùng đó, biết lái xe đó rồi ra thực hành sau. Thì khi mà ví dụ mọi người thấy câu hỏi của Phương này này, nó không đúng trình tự, tức là tự dưng này tôi bán dược mỹ phẩm, tức là mọi người cứ nghĩ đi, mọi người để ý nhá. Đầu tiên là chúng ta phải biết cách trò chuyện với nó, chúng ta trò chuyện, chúng ta chat với nó, chúng ta không phải là hỏi như hỏi Google nhé, tức là đừng có hỏi của Google. Nhưng mà đã trò chuyện á, mọi người sẽ thấy có phần mở đầu câu chuyện không? Có phần dừa chuyện không? Kết chuyện không? Ví dụ chẳng hạn mở đầu câu chuyện đi, thì mình phải giới thiệu về mình đó. Mình sẽ tạo một cái chat mới này. Ok, tạo một chat mới này. Rồi, đầu tiên là mình phải giới thiệu về mình. Là tôi bán gì? Tôi bán... ví dụ tôi bán kim cương đi. Được chưa? Cho ông Duy đi. Cửa hàng của tôi, cửa hàng của
của tôi có lịch sử sử bao nhiêu năm em? 30 năm. Hả? 30 năm thầy ơi. 30 năm đúng không? 30 năm làm chế tác và kinh doanh kim cương trang sức. À, bên em gọi là thủ công à, tức là nghệ nhân này hay là cái gì? Ấy là kim hoàng ấy, anh sợ kim hoàng. À, chúng tôi xuất thân từ thợ kim hoàn lành nghề. Thì mọi người sẽ thấy cái mô típ này, à, mọi người phải giới thiệu cho nó, nghĩa là mình phải trao đổi, mình nói chuyện, nhưng mà nói chuyện một cách tình tư, không tự nhiên mình đòi nó đẻ ra ba câu tiêu đề được, được chưa? Mà mình phải giới thiệu, à giống như cuộc sống hàng ngày vậy á, chúng ta sẽ chào nhau. Ê Duy, à, anh Cương, em là Duy đây, em làm cái này cái kia, được chưa? Thì cái câu á, tức là thường thường á, nếu mà chúng ta để ý các cái câu lệnh á, thì chúng ta sẽ nói là tôi kinh doanh gì này, tôi có những cái đặc điểm gì này, khách hàng của tôi là ai này, khách hàng nó như thế nào này, được chưa? Đó, thì ví dụ như đây là chúng ta đầu tiên là sẽ giới thiệu này, đó, tôi bán kim cương, cửa hàng tôi có 30 năm lịch sử. Đầu tiên cứ nói chuyện vậy đó, đừng có đưa ra yêu cầu gì với nó hết á. Đầu tiên cứ nói chuyện, thấy chưa? Nó sẽ nói là cửa hàng của bạn chắc chắn là có nhiều thành tựu đáng tự hào. Bắt đầu từ đó bắt đầu em mới triển khai tiếp, thì nó mới hiểu là à, vậy thì thằng này nó có 30 năm làm nghề, vậy thì mình phải lên cái chiến lược quảng cáo cho ông này như thế nào, viết cái quảng cáo như thế nào cho nó hấp dẫn. Được chưa? Mọi người hiểu được chỗ này không? Tức là chúng ta phải làm nó đúng trình tự. Đó, thì nó đang kệ nó trả lời đi. Nhưng mà chúng ta phải giới thiệu, đầu tiên là mình phải giới thiệu đã, tức là mình phải cung cấp cái thông tin để con ChatGPT này nó hiểu được này, là mọi người là ai, mọi người đang làm gì, mọi người có gì đặc biệt. Được chưa? Đó, ví dụ thằng này nó đang đề xuất là hãy xây dựng trang web này. Rồi sau đó này nó sẽ đề xuất về Facebook cho coi. Thì mình bắt đầu hỏi nó tiếp, vậy bây giờ với những cái ưu điểm của tao đó, tao muốn xây dựng một trang fanpage ấy, thì tao cần cung cấp gì cho mày? Đấy chưa, nó đến tận dụng mạng xã hội chưa? Tức là mình đã không biết rồi thì đừng có xoáy sâu vào, mình cứ nói chuyện với nó thì nó sẽ dạy cho mình. À, với 30 năm như vậy thì sẽ phải làm kênh như thế này này. Rồi mình sẽ hỏi nó thêm, vậy thì giờ tao cần làm như thế nào? Được không? Rồi, xin chào cả nhà. Ok, mọi người hiểu cái chuyện trình tự chưa? Tức là chúng ta phải hỏi nó theo một cách trình tự. Trình tự, giới thiệu này, được chưa? Chúng ta giới thiệu này. Đó. Đó, tổ chức sự kiện này, ví dụ bây giờ mình dừng lại ở đây nhá. Mình dừng lại ở đây mình hỏi nó này. À, bây giờ mình hỏi nó là hãy tôi muốn quảng cáo Facebook. À, quá tải á. Cái này là do hệ thống chung quá tải em, nhưng mà có một cách lách, đó là chuyển qua IP nước ngoài, nhưng mà nó cũng không khá khẩm là hơn đâu, do cái mạng nữa. Ví dụ như mạng nhà anh thấy rất là ít bị nhá. Tôi muốn quảng cáo Facebook cho cửa hàng tôi. Hàng tôi hãy đề xuất nhóm khách hàng có thể tiềm năng mua hàng trên kênh Facebook. Đó, sau khi giới thiệu thì nó nói xong thì hỏi nó tiếp. À, lại rớt mạng rồi. À, lại rớt
Vừa mới nói mạng nhà mình xong thì rớt. Khổ không? Rồi bây giờ nó nạp nạp vào cái thông tin này này, bây giờ mình hỏi tiếp. Tôi muốn quảng bá với cửa hàng của tôi, hãy đề xuất nhà khách hàng. Tức là nó theo, tức là chúng ta ở ngoài chúng ta kinh doanh như thế nào, chúng ta làm marketing như thế nào, chúng ta làm content như thế nào thì chúng ta cũng phải hỏi nó tương tự như vậy. Không dưng tự dưng là chọt cái đi chọt vào đâu. Thì nó rất là khó, khó để mà nó làm tốt được. Thì mình cứ hỏi dần dần, ví dụ bắt đầu việc kinh doanh thì chúng ta sẽ hỏi về nghiên cứu về nhóm khách hàng đúng không? Đó. Ví dụ những người sắp kỷ niệm ngày lễ này. Đó, cặp đôi sắp cưới này. Bên Duy có phải bán nhẫn không? Nhẫn cưới không? Dạ có. Rồi bây giờ anh sẽ nói nó nha. Rồi. Với nhóm khách hàng số 2, hãy phân tích chi tiết tưởng ạ. Chi tiết inside của họ đi. Và tìm bày nhận và chia nhỏ nhóm số 2 này ra thành nhiều nhóm nhỏ. Được chưa? Được chưa? Nó trình bày được luôn. Chưa? Tỉnh máy luôn cho em. Vãi thì đúng không? Nếu biết dùng thì vãi đúng không em? Em có thấy là nó giá trị không? Thường em chat với anh cái là nó giá trị cho đúng không? Đây bây giờ anh nói nhá, sếp đưa bài nào anh giải quyết được hết. Nếu mà anh có chat GPT anh giải quyết được hết. Tất nhiên là rồi mọi người sẽ thấy là nó sẽ bị dừng cái này này, chúng ta chỉ nhấn tiếp tục là được thôi, tiếp tục. Thì có phải là mỗi cái nhóm khách hàng này nó sẽ cần thông điệp khác nhau không? Rồi bây giờ mới đến là gợi ý chủ đề này, rồi mới đến là viết tiêu đề, thì nó mới đi theo một trình tự được chứ? Này, như có chiến lược quảng cáo khác nhau này. Thì bây giờ em sẽ thấy này, nói chung là mỗi cái nhóm khách hàng này này nó sẽ bị ảnh hưởng bởi thông điệp quảng cáo khác nhau. Được chưa? Rồi, thế nào? Cặp đôi thành đạt này, dịp đặc biệt này, sinh nhật ngày lễ này, cặp đôi trẻ là khác này, chuẩn bị đám cưới là khác này, cặp đôi trung niên và trải nghiệm là khác nữa này. Được chưa? Thấy nó khác nhau không? Rồi bây giờ anh chọn tiếp, anh trò chuyện với nó tiếp nhá. Nãy giờ mọi người mới học được hai cái câu thôi. Mọi người nãy giờ mọi người học được hai cái ý là ý gì, mọi người gõ lại cho mình xem là để sử dụng chat GPT hiệu quả. Nãy giờ học được hai cái ý gì rồi? Gõ lại xem nào. Gõ cho tỉnh ngủ xem nào. Nên chúng ta phải đi vào ý thôi, còn nếu mà đi vào ứng dụng chi tiết của nó thì không xong được và không thể áp dụng cho tất cả mọi người được. Quên rồi, mới học hai cái mà quên rồi. Chúng ta nhắc lại hai cái nhé. Thứ nhất là phải trò chuyện. Thứ hai là phải theo trình tự. Tức là cái câu trình tự này có vẻ là chưa hay lắm, nhưng mình chưa tìm được cái từ nào hay hơn. Tức là nó phải theo một cái luồng á, đừng có đi ngược ngược, theo một cái luồng á, luồng á đó. Ví dụ đầu tiên là chào hỏi này đó, muốn kinh doanh thì làm cái gì trước, làm cái gì sau, theo một logic á, khả năng Phương nói hợp lý á. Thì ok, mọi người sẽ thấy là lúc đầu Phương sẽ thấy là ChatGPT nó rất là cùi đúng không, cùng biết hỏi đó, cùng biết trò chuyện đó, nhưng mà nó không ra kết quả để mình sử dụng được. Tức là cái kết quả nó kiểu như cho vui
Ê, hay hay trêu, hay trêu là kiểu nói cho thơm mồm, nói xong đéo làm được cái gì ấy. Kiểu đó, như vậy nếu mà chúng ta dùng không 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 đúng cách ấy, thì nó sẽ như vậy. Rồi bây giờ mình tiếp tục này là với này, ví dụ bây giờ mình tập trung cặp đôi có ý thành đạt đi, với nhóm khách hàng số 2 đúng không? Hãy hãy làm gì bây giờ, theo mọi người giờ làm gì tiếp? Đấy, chúng ta đang nói về content marketing đấy nha, chưa nói gì lớn nha. Làm content cũng vậy vậy mà, chúng ta sẽ nghiên cứu cái nhóm sản phẩm này, coi thử là nhấn vào điểm gì này, khách hàng này, đối thủ này, từ đó chúng ta mới lên được cái thông điệp truyền thông, rồi lên ra được cây chính, rồi sau đó mới đi chủ đề, chủ đề mẹ, chủ đề con, sau đó mới đến tiêu đề. Tiêu đề bắt đầu ra bài viết. Giờ yêu cầu nó làm gì tiếp? Hãy phân tích kỹ hơn nhóm khách hàng này cho tôi. Được chưa? Phân tích kỹ tiếp. Được chưa? Bây giờ nó nói độ tuổi luôn. À, mình đã cút vào cặp đôi sắp cưới à? Mình nó nhầm nhầm cái ở trên này rồi. Ok, chép cái này xuống đây cho nó hiểu. Đó, lâu lâu nó đi lạc đề là mình phải chỉnh lại nó. Được chưa? Rồi. Hãy phân tích kỹ hơn. Hãy phân tích. Bởi vì nó đang nhớ câu ở trên. Nhân khẩu học này, học này, tâm lý học này, hành vi này, trở ngại này, được chưa? Đó. Ví dụ vậy đi, điều họ sung sướng, điều họ sung sướng khi có. Nếu mọi người để ý nhé, chúng ta viết content nó chỉ có hai kiểu thôi, một là dọa khách hàng sợ, hay làm cho họ vui, thì mình cứ tập trung vào đau khổ và sung sướng thôi. Dễ mà đúng không? Học content dễ đúng không bạn? Đó, content một là làm cho vui, hai là dọa cho nó sợ. Ngày xưa tao hay làm dọa, bây giờ Facebook nó cũng thắt chặt cái chỗ mà dọa, nên là giờ tao làm cho nó vui. Giản mà một là dọa cho nó sợ, hai là làm cho nó vui. Giờ nó sẽ trình bày chi tiết luôn là này, mọi người thấy là nó nhích độ tuổi lên này, 25 đến 45 này, thu nhập ổn định này, vượt trội này, với đa số người dân này, tình trạng của anh này đó, tâm lý học sẵn sàng chi tiêu này, tặng cho đối tác này, thích những sản phẩm độc đáo mới lạ và không giống những sản phẩm thông thường ở thị trường này, đánh giá cao giá trị tinh thần, sẵn sàng chi tiêu, có được sản phẩm chất lượng. Thật sự nó phân tích rất là hay mà anh không biết nó đúng hay không, bởi vì anh không có môn kim cương. Không phải anh Đúng không? Ấy, nhưng mà mọi người đừng có tin nó 100% nha, lâu lâu nó vẫn nói phét á, thằng này nói láo kinh lắm. Tức là mình phải có cái sự kiểm nghiệm lại á, cho nó là nó vẫn nói kinh dị đó. Một là nó nói thành hai ba như vậy nó mới biết content được này, sung sướng khi có sản phẩm này, chất lượng độc đáo sẽ làm khách hàng cảm thấy sung sướng và tự hào khi sử dụng nó. Dạ. Ok. Có ai muốn thử nghiệm với sản phẩm của mình không? Có Rồi. cứng Rồi gọi gì? Giờ muốn hỏi gì? tại vì cái gì nhỉ, Hả? cái tâm lý của khách hàng khi mà đăng ký online, khi mà đăng Thì mình phải từ từ nha, ý là mình phải hỏi nó từ từ. Bây giờ mình phải chat lại này. Tôi bán, tôi cung cấp dịch vụ wifi gì đấy, cố định à? Cố định đi. Cố định tại nhà đúng không? Cho ai?
Thì không, cứ bảo cung cấp wifi cố định tại nhà là được. Ở đâu? Hả? Từ từ, wifi cố định thì tại nhà chứ còn ở đâu nữa. Ý là ở nước nào? Nhật, ở Nhật Du Bản. học sinh đúng không? Không, cứ nói ở Nhật Bản đi. Nhưng Tại mà vì ai có nhiều, dùng? có rất rất nhiều người dùng. Có người Nhật Ai hay cũng có. người Việt? Người Nhật, người Việt, rồi người Rồi, vậy người Indo, Nhật, người người Việt là khác nhá. Rồi này này. Tôi cung cấp dịch vụ wifi cố định tại nhà ở Nhật Bản đúng không? tại Nhật Bản đi, ghi tại Nhật Bản chứ. Tại nhà ở Nhật Bản đúng không? Ừ. Rồi. Tôi không biết đúng không? Để. Biết khách hàng của tôi là ai? Không, thì mình không biết, mình cứ gọi không biết, được chưa? Tức là theo trình tự như vậy chứ đừng đâu, mình nói tôi không biết khách hàng của tôi là ai. Rồi, ok. À, dạy tay công sở, cũng hào có tài khoản ChatGPT thì gọi đi gì nữa. Tức là mọi người nhớ nhá, tức là chúng ta theo một cái trình tự này nó không đúng nhỉ, có cái từ nào hay hơn mọi người nhỉ? Trình tự này nó không đúng lắm nhỉ? Từ có cái từ nào hay hơn không, ngắn gọn mà nó đúng như cái ý mà mình muốn nói với mọi người không, tức là chúng ta nói chuyện nó theo một cái luồng đó, chúng ta phải trao đổi với nó theo một cái luồng, theo từng 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 bậc, từng bậc một đó, cái luồng đó. Có từ nào, có ai gợi ý cái từ nào ấy hay tặng tài khoản ChatGPT vậy? Và gợi ý cái từ nào hay không? Hào có từ nào hay không em? Ý là muốn sử dụng con này được á thì ngoài chuyện trò chuyện rồi thì phải nó đi theo một cái logic á. Phương, có từ nào Anh hay từ không gì nào? làm nhé. Đang nghỉ. À, đang nghỉ à. Từ Rồi, chúng ta sẽ thấy nha. Tình tự đúng không? Theo một tình tự rồi. Thì chúng ta sẽ thấy này, nó sẽ này. Đó, tức là đầu tiên không biết là ai thì phải hỏi khách hàng của tao là ai. Được chưa? Thì chúng ta sẽ thấy này, nó có hộ gia đình này, sinh viên, người lao động trẻ này, doanh nghiệp nhỏ và vừa này. Bởi vì mỗi cái đối tượng này này nó sẽ có một cái trở ngại khác nhau đó, sau đó mình mới hỏi hỏi nó tiếp là vậy trở ngại của nhóm khách hàng trên khi muốn đăng ký dịch vụ wifi tại là gì à, chuyển màn hình à, như xe à, đúng rồi, cái này bỏ vào đây, chờ chút mọi người, chờ chút nha, mọi người thấy chưa? Rồi, ok. Nhưng mà cái này là ở đây mọi người nên dùng nó như thế này này, vì mọi người không thể tin những gì 100% nó nói đâu, mà chúng ta học cái cách nó làm, được chưa? Thì cái này mình chắc phải thêm một cái bí mật nữa là chúng ta phải phải học đúng không, chúng ta phải học 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 từ học 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 từ chat. Cái này tí nữa đúng phải học, nếu mà không học là mọi người sẽ không không biết dùng nó hiệu quả đâu. Thực sự mình dùng nó tốt hơn mọi người, bởi vì sao, mình nói chuyện với nó mình học học nó nhiều hơn mọi người, tí mình sẽ chỉ nó cách học, được chưa? Ok, cái này về tự gõ nha, ý là biết cái cách cách thế vậy thôi. Rồi, trong đoạn này có ai có câu hỏi gì không? Chúng ta sẽ biết là chúng ta phải trò chuyện này, được chưa? Sau đó chúng ta phải trò chuyện một cách nó trình tự thì không đúng lắm, khả năng là dùng cái từ của Phương đi, một cách logic.
Không ai có từ hay hơn thì mình chỉ dùng cái từ là logic. Tức là không dưng tự dưng mà đẻ ra tiêu đề hay là viết hay là lập kế hoạch nội dung hay được. Đúng không? Mà phải như thế nào? Mà phải theo trình tự chứ. Sản phẩm này, khách hàng này, rồi điểm khác biệt này. Được chưa? Rồi. Rồi chúng ta gõ lại hai cái vừa học xem nào. Rồi. Đó là trò chuyện và logic. Mọi người đã thấy nó dùng sướng hơn chưa? Bây giờ đã thấy nó hơn được tí nào rồi? Hơn bao nhiêu phần trăm so với lúc đầu rồi? Gõ cái con số phần trăm mà mọi người thấy là mình đã khai thác được nó rồi. Mục tiêu của chúng ta là x 10 lần. Thì bây giờ mọi người đi được x bao nhiêu rồi? X 3 rồi. À, x4 rồi, rồi, nói chung là x3, x2 rồi. Nói chung là hơn lúc đầu là được rồi. Hơn lúc đầu sử dụng là được rồi. Rồi, x2, x3, x4 rồi. Ok mọi người. Rồi. Bây giờ này, chúng ta sẽ tiếp tục cái bí mật nữa là chúng ta hỏi nó một câu hỏi mở. Tức là chúng ta đừng hỏi câu hỏi đóng. Vì hỏi câu hỏi đóng thì nhiều khi là đôi khi chúng ta sai. Chúng ta sai thì thường là chúng ta kéo theo nó sai luôn. Và thằng này chúng ta mà sai chúng ta kéo theo nó sai á. Được chưa? Rồi thì chúng ta sẽ hỏi một câu hỏi mở là sao? Ví dụ đi. Chúng ta hỏi một câu hỏi mở nhá. Rồi. Tôi kinh doanh lúc có anh nào hỏi về vật liệu xây dựng nó đúng không? Tôi kinh doanh vật liệu xây dựng. Nhưng mà thế này nó vẫn là rộng nhá. Không biết là anh ấy là kinh doanh cái gì nhỉ? Có anh ấy ở đây không? Có anh nào mà hỏi về bạt nhựa, lưới tre, kẽm buộc gì đó? Được, cụ thể là bạt nhựa, cái gì nhỉ, lưới tre, kẽm buộc. Rồi thì trong trường hợp mà chúng ta chưa biết khách hàng chúng ta nói nhá, thì ví dụ khách hàng của tôi chẳng hạn, của tôi là các công trình xây dựng lân cận trong khu vực. Rồi, chúng ta đừng có yêu cầu nó làm cái gì hết, chúng ta sẽ hỏi nó. Tôi muốn bán sản phẩm này nhiều hơn nữa. Nữa. Tôi phải làm sao? Được chưa? Enter. Tức là chúng ta phải trò chuyện đúng logic. Sau khi đúng logic thì chúng ta hãy đặt một câu hỏi mở. Cứ hỏi nó. Giờ ta phải làm sao? Đừng có đưa một yêu cầu cụ thể nó quá là nhỏ nhé. Cứ hỏi nó. Đấy giờ đầu tiên này này, nó sẽ nói cho mình này. Đầu tiên là mày phải đi nghiên cứu thị trường. Đấy giờ. Thì tức là mình đang học nó. Đầu tiên là mình phải đi nghiên cứu thị trường. Tí nữa trả lời cho anh Bình gì đây, broker luôn. Em đọc tiếng Anh không chuẩn lắm nhá. Đình Mỹ này, cái này ra rồi. Rồi bây giờ mình sẽ trả lời cho anh Bình đi. Anh Bình đâu nhỉ? Anh Bình không phải, anh hỏi anh Hoàng Việt. Anh Hoàng Việt có ở đây không biết. áp dụng con này, anh mình này. Con này thì nói chung là mình khai thác đỡ cực.
Không, nói chung là nó không thể thay thế con người được đâu, chắc chắn là như vậy. Nhưng mà nếu mà mình biết dùng á thì nó thực sự là nó phải x x 10 được cái công việc của mình. Bởi vì những cái gì mà chúng ta đang làm ở đây này nó rất là nhỏ, chúng ta chưa khai thác hết được nó đâu, thật sự cực kỳ nhỏ lắm. Và thời gian qua thì mình tìm hiểu thì thấy trời ơi, nó gọi là nó quá là rộng đó, được chưa? Rồi thì chúng ta sẽ hỏi nó tiếp. Vậy thì hỏi tiếp nhé. Đó, vậy nghiên cứu thị trường này đó hả, hãy nói rõ các bước chi tiết. Rồi, nó không biết trả lời rồi. À, nó suy nghĩ một hồi. Tưởng nó tịt rồi. Buồn con này tịt cũng vui. Nhưng mà họ mọi người nó đang kiến nghị là nó không ra cái phiên bản tốt hơn nữa. Cái con mọi người đang dùng thì nó cỡ GPT 3 3.5, con em đang dùng là GPT 4. Và cùng một câu hỏi thì cái con 4 này này nó trả lời ngon hơn hẳn. Con này đang là 20,1 đô một tháng. Thấy chưa? Thì đây là cái bí quyết đó, tức là chúng ta học nó, chúng ta tạo ra câu hỏi mở. Câu hỏi mở nhá. Ví dụ sếp nó đóng một cái vai trò gì đó. Rồi. Bữa giờ mình thấy cái điện thoại trong màu hồng rồi bắt đầu. Rồi, ok. Chúng ta sẽ thấy là nó là câu hỏi mở này, logic này. Và chúng ta học từ ChatGPT, chúng ta học cái cách nó làm thì chúng ta làm, còn chúng ta đừng đừng có tin nhé. Thì bây giờ mình sẽ đi vào ứng dụng cụ thể là trong cái content thì chúng ta sẽ làm cái gì nhé. Được chưa? Sau khi là gọi là có cái đống bí kíp rồi thì bây giờ ứng dụng cụ thể như thế nào? Nó theo lộ trình chúng ta sẽ làm như thế nào nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thấy này, khi mà content chúng ta sẽ gặp này, thứ nhất là chúng ta bị ý tưởng. Thật sự cái này mình cũng gặp, tức là không biết viết cái gì ấy. Rồi không biết làm từ đâu, không biết viết sao cho hay, đúng không? Thì ví dụ bây giờ mình bị ý tưởng đi, mình bị ý tưởng đi, bây giờ mình sẽ quay về cái thằng bán kim cương này đi. Tức là đầu tiên chúng ta sẽ phải 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 trao đổi với nó nha. Đó, sau khi mà tè le tét lét thì này, bây giờ chúng ta mới đi khai thác nó này, được chưa? Ok, mọi người gõ cái từ là bây giờ chúng ta sẽ thực hành này, thực hành một cái sản phẩm cụ thể này. Nãy giờ chỉ là dạo đầu thôi, nhưng mà phải có khúc dạo hả? Còn mấy anh em mà hay đốt cháy giai đoạn là không có được đâu, kiểu gì cũng phải vậy thôi. Chứ là chúng ta phải nạp nạp đủ thông tin cho nó, nạp đủ thông tin. Rồi, mọi người gõ chữ thực hành đi. Ai còn thức thì chúng ta gõ chữ thực hành. Rồi. Ok. Bây giờ để thực hành nhá. Ví dụ bây giờ mình lấy sản phẩm, ví dụ là sản phẩm kim cương này đúng không? Được chưa? Sản phẩm kim cương này nhá. Bây giờ mình nói này, bây giờ mình đang bí ý tưởng đi. Rồi. Bây giờ mình đang bí ý tưởng này. Để cặp đôi thành đạt này, rồi, cặp đôi thành đạt này. Ok, mình nói này. Bây giờ mình nói về thằng này thôi nhé. Ví dụ mình coi như là mình đang tập trung làm cái thằng này nhé. Chứ tất nhiên là không thể là mình nhiều sản phẩm, nhưng mà mình ví dụ đi. Rồi. Hãy cho tôi 10 chủ đề thu hút khách hàng này. Được chưa? Enter. Được
Dạ, thì chủ đề đầu tiên nó gợi ý cho Duy đúng không? Các sản phẩm kim cương độc đáo. Tức là em phải làm cái gì độc đáo, sản phẩm thường đừng có làm. Mày đưa một cái nhận bình thường thì không thể thu hút để thu hút cái đối tượng này. Bữa tiệc sự kiện. Cái thằng này nó còn đề xuất luôn cả chương trình khuyến mãi nữa nhá. Hãy đề xuất 10 chương trình khuyến mãi cho thằng này nó vẫn đề xuất được. Bây giờ cái này là chủ đề về sản phẩm đúng không? Rồi. Các bộ sưu tập kim cương mới nhất này. Được chưa? Tư vấn và hướng dẫn mua sản phẩm. Tức là trong khi mà mình bí chủ đề á, mình sẽ hỏi thằng này thì mình đang hỏi người chủ đề thế nào á. Chờ, tức là chúng ta sẽ giải quyết hiện tượng là chúng ta bí ý tưởng không biết viết gì, chúng ta hỏi nó sau khi mà chúng ta nạp đủ thông tin vào nhé, thì chúng ta hỏi. Rồi thì mọi người sẽ thấy này, nhiều khi nó cũng sẽ không 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 có sát lắm đâu, thì làm thế nào để cho nó sát được? Mình sẽ xịt tốt nhá, mình sẽ làm sao cho nó sát được. Mình sẽ khai báo tiếp này, với các chủ đề tên cộng với điểm mạnh. Thôi mình chọn một chủ đề thôi nhé, mình chọn một chủ đề đi, với chủ đề số 6 kết hợp với lịch sử sử 30 năm của cửa hàng tôi. Tức là mình bản thân mình phải biết là mình mạnh cái gì nhé, để mình nạp vào cho nó nhé. Cửa hàng chúng tôi đó, cùng tay nghề thợ chế tác kim cương bậc cao cao này, hãy cho tôi 10 tiêu đề hấp dẫn. Đó, enter. Tức là cái này mình lâu lâu mình phải nhồi nhồi thêm thông tin vào nữa, nếu không nó sẽ bị lệch. Kinh nghiệm chuyện cổ tích, kinh nghiệm nó nói nhiều khi nó cũng hơi phét, 30 năm mà cổ tích cái gì. Nên là đừng có tin nó quá, nhưng mà mình học nó được nữa. Thấy chưa, để mình lái nó về á, thì lâu lâu em phải chêm vào. Giờ thấy sát với bên em không? Để sát rồi. Thì mình nói nó vậy chả sát. Mình phải nói nó. Nên là các anh chị làm sản phẩm khác cũng tương tự nhé, mình cung cấp thông tin cho nó sát vào. Ví dụ mình đang bán bất động sản thì là bất động sản gì, cho ai, diện tích như thế nào, bao nhiêu phòng, rồi bảo nó viết thông tin quảng cáo, nó sẽ viết sát. Thì cái này khi mà chúng ta làm sát thế này này thì chúng ta mới khai thác được hết nó. Nói chung là cái này là hướng đến tinh thần. Được chưa? Ok, mọi người xử lý cái chuyện bí chủ đề xong chưa? Chúng ta gọi là không bí chủ đề đấy nha. Chúng ta gọi chủ đề đi cho nhanh. Nói chung là sau khi mà chúng ta dạo đầu với nó như vậy ấy, đoạn này nó sẽ trả lời rất là ngọt. Còn mà chúng ta không 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 có những cái nguyên tắc, nó rất là cái câu là hời, nó sẽ rất là hời hợt. Mà hời hợt thì chúng ta nói chung là chúng ta chẳng chả sử dụng được.
Được chưa? Mọi người đã tự tin hơn về cái khả năng của mình rồi chưa? Ứng dụng cho GPT tận hưởng sự sáng tạo độc đáo này. Rồi, có chọn được cái nào không? Hỏi là em chọn cái 6 với 8 với anh. Thì ví dụ vậy. 6 với 8 rồi. Bây giờ sau khi mà chúng ta có cái này đúng không? Tìm ý tưởng rồi, hướng dẫn bước làm rồi. Bây giờ mình bảo cho nó lập luôn cho mình một kế hoạch marketing nhé. À, lập cho là một kế hoạch fanpage nhé. Rồi chúng ta sẽ đi lại bước này. Bây giờ này, các cặp đôi thành hạt này, các cặp đôi thành đạt này, đó, đạt. Đây, ví dụ anh sẽ gõ lại nhé, khách hàng của tôi này, khách hàng của tôi là các cặp đôi thành đạt, các cặp đôi sắp cưới. Ai đây em? Ba ba nhóm đang bán tốt nhất. Mẹ mua cho con đâu? Hai con với kỷ niệm ngày cưới. À, kỷ niệm là cặp đôi thành đạt rồi, mua để kỷ niệm à? Có ý là anh nói khách hàng là ai á? Rồi anh ví dụ vậy nhá, chú chết cha giờ chú làm mà không nắm được rồi. Các cặp đôi thành đạt, các cặp đôi sắp cưới, tôi kinh doanh kim cương trang sức đúng không? Được chưa? Phải lập cho tôi một cái content. Được chưa? Ba kênh tiêu đề ok nhá, thử nhá. Xin chào anh Khánh. Rất là chúng ta phải phải rõ ràng khách hàng chúng ta là ai, chúng ta có điểm mạnh gì. Chúng ta đang đi giải quyết đó là lập hướng dẫn các bước làm này, lập kế hoạch nội dung này. Đó. Thời gian 6 tuần này. Cái gì mà điều hòa mùa cưới? Điều hòa mùa cưới là cái gì nhỉ? Điều hòa mùa cưới là cái gì? Đây ngân hàng này nó lập đa kênh luôn nhé, không phải là kênh Facebook không đâu. Sếp phải giao tao làm phút bốt, đưa đây em xử lý cho. À, nó mô tả về hình ảnh luôn nha. Cặp đôi, ảnh cặp đôi đeo nhẫn đính hôn với một chút lãng mạn và kích thích. Những ý tưởng đính hôn độc đáo với kim cương. Sáu tuần nhé. Thì chúng ta muốn chi tiết từng tuần thì chúng ta chỉ việc gõ ra thôi nhé. Sẽ làm theo giống như cái chúng ta học nhé, tức là nó phải có tính cái tính logic á, đa kênh, sau đến kênh một kênh nhỏ, chúng ta cứ đi dần dần như vậy.
đừng có đi giật gan. Rồi, ok, dừng đến đây thôi nhá. Mọi người biết làm chưa? Mọi người biết lập kế hoạch nội dung bằng thằng này chưa? Biết rồi, chúng ta gọi là lập kế hoạch nội dung nhá. Đó, vậy thôi, về mà. Game này AG nhỉ? Đỡ biết bao nhiêu công sức. Nó còn trình bày cho luôn. Tí nữa chỉ cho mọi người là với hình, với cái mô tả này. Chúng ta còn tạo hình luôn được nữa cơ. Tạo ra hình ảnh để mà đăng bài luôn được nữa cơ. Tức là chúng ta sẽ có một cái phần nó là gọi là gì nhỉ? Mở khóa giới hạn của ChatGPT á. Rồi. Đến đoạn nào đã biết. Bây giờ chúng ta viết thành bài hoàn chỉnh nhé. Viết bài hoàn chỉnh nhé. Này. Này, bây giờ những ý tưởng đúng hôn độc đáo này. Ok. Ok đúng không? Gợi ý 5 tiêu đề. Tiêu đề cho khách hàng sắp cưới. Đó. Ta phải có trình tự cho khách hàng sắp cưới. Đó, sản phẩm là nhận đính hôn. Ok. Enter. Gì đây, tặng nhận đính hôn gì đây, nhận đính hôn sự lựa chọn hoàn hảo, nhưng chứng nhận đính hôn đẳng cấp tôn vinh tình yêu, đính hôn độc đáo, nhận kim cương gì gì đó. Ví dụ có tiêu đề đi, mày có chọn là cái nào không Phương? Rồi sau khi có tiêu đề thì bảo nó viết nhá. Nó sẽ viết như vậy luôn. Nhưng viết như thế này vẫn chưa dùng được đúng không? Bảo nó bỏ phần hướng dẫn ra, thêm icon và kêu gọi hành động, viết thành bài hoàn thiện. Gọi nó có làm theo nhá. Dạ. Bảo nó làm theo. Mà nó vẫn chưa làm. Mình chạy phải hỏi lại đúng không? Rồi. Lại hỏi lại. Được chưa?
thế nào? Đó, rồi nó cũng hiểu mình thôi. Chưa hiểu cứ hỏi hỏi làm sao cho nó hiểu được thôi. Thì mọi người sẽ thấy này, khi mà nó viết như thế này này thì nó không có đúng ý mình. Nếu mà mọi người muốn đúng ý nữa, chúng ta sẽ viết, chúng ta sẽ có cái bố cục cho nó và chúng ta yêu cầu nó viết thêm, yêu cầu nó viết theo bố cục nhé. Đó, cái này nó là tự viết. Thì ví dụ chẳng hạn chúng ta sẽ có các cái công thức để chúng ta viết. Đây có công thức. À đây, viết theo kiểu này đi, bảo nó viết theo kiểu này nhé. Viết lại theo, ok, kinh ra cả hấp dẫn hơn rồi đó. Cái lúc chiều anh nào hỏi về cái gì đấy, cái store em cũng biết đọc như thế nào nữa, thì có anh đọc như thế nào. Tức là chúng ta sẽ yêu cầu nó cái kiểu viết. Nó sẽ viết lại nhé. Con này rất là ngoan, bảo sao nó sẽ viết như vậy. Được không? Rồi mọi người có để bảo nó viết kiểu khác nhé. Đứng dữ rồi trời. Lại theo, theo gì nhỉ? Theo gì đây? Theo kiểu này đi, coi thử nó viết được không. Viết lại theo kiểu này đi. Mình cũng chả biết kiểu nó là gì nữa cơ. Rồi, ví dụ mình cũng có thể nói này, này. Đóng vai à, bây giờ nha. Bây giờ mày thôi đừng nói mày, tao với nó bạn nhỉ. Bây giờ viết cho tôi theo dạng tin tức để tôi đăng lên báo nha. Lên báo. Được chưa? Nó sẽ viết khác. Yeah. Bây giờ mọi người có ý tưởng gì để cho nó viết nữa không? Viết tôi theo dạng kể chuyện. Vai là trong vai. Vai một người đàn ông tên là Phương, có một cuộc tình bi thương với bạn gái. Đó, anh chưa kịp trao nhận kim cương thì cô đã đi lấy chồng rồi. Thấy chưa Vương? Đã theo người mới. Chúng ta coi nó biết được không nha. Anh chả, Phương là một người đàn ông đầy nhiệt huyết và luôn yêu đời. Phương giá trị đích thực cuộc sống và chính nhờ điều đó tìm thấy tình yêu của đời mình, một cô giáo quá tuyệt vời. Hay nhỉ, cái này có này buồn nên ngồi nói chuyện phép cũng vui. Nhưng mà nó phải được việc nha.
Trước khi này, thật đáng tiếc, trước khi anh chưa kịp trao chứng nhận kim cương cho cô đã theo người khác, đó một cú sốc lớn đối với Phương. Anh cảm thấy thất vọng đau vọng, nhưng sau thời gian quyết định quên đi quá khứ và bắt đầu lại cuộc đời. Hả? Anh đã tìm thấy cửa hàng kim cương, á dạ, đến đoạn bán hàng nha. Anh đã tìm thấy cửa hàng kim cương trang sức tuyệt vời nhất, với chiếc nhẫn đính hôn đẹp nhất, anh thấy yên tâm khi đặt niềm tin vào cửa hàng này. Hay thế nhờ. Hay đúng không? Nếu mà mọi người làm nhiều đò hay nữa. Mọi người có tiếc cho những ai không có tham dự buổi hôm nay không? Mọi người cho ý kiến là chúng ta đã dành thời gian cho buổi hôm nay, chúng ta thấy nó có ích không? Thực sự giờ này em cũng đau họng này, em không muốn nói được luôn. Nó không đang dựng trên chương trình này, làm xong mình sẽ dừng lại một thời gian nữa. Nhọc, vợ chửi, làm hoài không đưa tiền cho vợ. Từ từ vợ ngồi á thì vợ sẽ hỏi anh làm cái gì, rồi anh đi dạy, dạy tiền đâu, không sao, tại sao mà không thấy trong cái này, hoặc là chạy quảng cáo cho ai đó, chạy quảng cáo phải đi tiền đâu à. Được khai sáng. Những người còn lại thì sao, cho một cái phản hồi xem nào. Bây giờ chúng ta đã ít mấy năng lực của nó rồi, thì đúng là hôm bữa chúng ta cũng không nói này sâu đúng không Phương? Thật sự là hôm nay có cơ hội, mọi người có ngại ngồi khuya không? Đó là nếu mà chúng ta sử dụng đúng nhá, thì chúng ta sẽ khai thác được đến như như lời quảng cáo đúng không? Quảng cáo là chúng ta nói là khai thác được x10 nữa, thì chúng ta sẽ thấy là cái chúng ta sẽ cần đưa đầu vào, đưa đầu vào cho nó đúng. Còn nếu mà đưa đầu vào đúng thì đầu ra nó sẽ đúng. Rồi ok, rồi viết, nó sẽ viết theo công thức được đúng không, nó chả có gì đâu. Ok, là phần content chúng ta sẽ giải quyết nhé, được chưa? Đây ví dụ cái này mình sẽ gửi cho mọi người nhé. Đó, cho mọi người có thể tập tành và viết đó. Mọi người có thể nhắn vào nhóm Zalo là thật là buồn cho những ai không tham dự không? Mọi người nhắn giúp được không? Thật là buồn cho những ai không tham dự, mỗi người nhắn một câu cho mà cho tức cho ghét. Cứ thật sự là nó không là cứ loay hoay thôi. Nếu mà thật sự thì mình cũng mong muốn có ai đó chỉ cho mình, nhưng mà khổ nổi là mình phải tự cày thôi. Còn mình cũng muốn là có một người chỉ cho mình chứ. Khổ nổi thì thường thường là họ hay chỉ mấy cái tip trick kiểu như là cài vào như thế nào thôi, chứ cũng không có nói cái chuyện là nó sâu như thế này đâu. Tức là nói một cách nó logic ấy, và nói để chúng ta sử dụng được. Còn nghe hay hay đó, nghe báo chí nói sức mạnh gì đó, nhưng mà cũng đâu có liên quan đến mình đúng không? Hôm nay chúng ta ngồi nghe nó sẽ liên quan đến mình nhiều đúng không? Rồi, đến cái gì nhỉ? Đến cái phần gì rồi? Rồi cơ bản thì nó về content là nó sẽ giải quyết được hết nhá. Thằng này dịch cũng được luôn á, dịch luôn được, đây, đây, dịch luôn được. Dịch. Và nó dịch câu cú nó tốt phết á,
thì hơn hơn thằng Google nhiều á. Này. Rồi. Đó là về cái thằng content đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái gì nữa nhỉ? Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo là chúng ta sẽ phá vỡ cái giới hạn của nó. Chúng ta sẽ thấy là cái giới hạn thằng này nó chỉ là text thôi. Đúng không? Text thôi. Rồi, chúng ta sẽ gõ chat với mình là phá vỡ giới hạn nhé. Đầu tiên là có ai có câu hỏi gì ở cái phần content hay không đó? Có ai có câu hỏi gì có phần content hay không? Nếu mà mình tin là với những cái chia sẻ của mình thì mọi người áp dụng, mọi người sẽ được khá là nhiều việc rồi đó. Nó được việc đấy. Bản thân mình thì tháng qua mình thủ dùng nó nhiều lắm. Dùng khá là nhiều. Thì mò đi, cứ làm theo đúng lộ trình đi. Cứ làm theo đúng lộ trình đi. Rồi, thì làm sao để mà cái công cụ này nó tốt hơn nữa, tốt hơn nữa, được chưa? Thì mình sẽ gợi ý cho mọi người những cái cách sử dụng. Vâng, dạ. Rồi, đầu tiên mọi người sẽ thấy này, cái công cụ này nó sẽ được tích hợp vào trong Facebook Messenger luôn, và khách hàng có thể hỏi đáp về sản phẩm của mình luôn. Thì ví dụ đây là cái này là mình tích hợp ChatGPT vào cái fanpage nhé. Đó. Đây này. Bạn cho tôi thêm thông tin các bước tìm ra đối tượng khách hàng của mình là con này là cái con bot nó tự trả lời nhá. Đó, đây, tôi muốn bắt đầu quảng cáo một sản phẩm thì cần chuẩn bị gì? Thì cái câu trả lời ở đây này là cái con bot nó trả lời á, không phải mình trả lời đâu. Được chưa? Không phải mình trả lời đâu. Con bot nó trả lời á. Con ChatGPT á nó tích hợp luôn vào fanpage nhá. Đó. Đây ví dụ là tại sao mà nó hỏi được, bởi vì mình đã nạp thông tin vào cho nó. Mình nạp, mình dạy nó, mình không phải là mình dạy đâu mà mình nói với nó mình làm cái gì, mình có cái gì. Thì dựa trên thông tin nó sẽ trả lời khách hàng. Thằng này nó còn có cái phần cài đặt là độ chém gió của nó nữa cơ. Thì hôm nay không đủ thời gian nhưng mọi người có thể tìm kiếm từ khóa để mà mọi người làm độ chém gió của nó. Thì mọi người sẽ thấy là nó có cái phần nữa là tích hợp ChatGPT vào trong Excel luôn, trong file sheet á. Đó. Thì mọi người chỉ cần gõ từ khóa là GPT for sheet thì nó sẽ đỡ bị cái trường hợp là không vào được ChatGPT. Và chúng ta sẽ đặt câu hỏi ở đấy nó luôn được và nó sẽ ra câu trả lời. Ví dụ từ cái câu tiêu đề này để viết thành bài này nó sẽ chạy ra luôn. Cái này thì sắp tới cũng sẽ update cho cái đội của Phương này, AI 365 này. Đó. Tiếp nữa là cái thằng này mới là thằng hay ho này. Nó tạo ra hình ảnh được luôn từ những mô tả. Thì thằng này thì nếu mà chúng ta dùng bình thường chúng ta có thể dùng thằng này nhé, Canva này, bây giờ chúng ta cũng dùng được rồi này. Canva AI này. Đây. Ủa. Bây giờ mình sẽ lấy cái câu của Phương nhé, để tạo thành hình ảnh nhé. Tất nhiên thằng này nó sẽ không tạo ngon bằng cái thằng em giới thiệu được đâu, nhưng mà ý là để mình biết cái hướng ứng dụng. Rồi. Cái hướng tức là nếu mà mình không có ảnh thì làm thế nào á, thì mình có hướng ứng dụng nó. Mạng chậm nhỉ, không biết sao mà cứ dùng này rồi mạng nó kém hẳn đi, kéo nhiều quá hay sao. Sắp tới để bác đang liên hệ để bắt cái đường mạng đợt trước ở quê ở nhà bắt mạng nó không có cổng để mà lắp á, tức là cái cụm nó không thể lắp được, không phải như thành phố lắp bao nhiêu thì lắp nó đỡ quá rồi. Thôi đại ý là mọi người sẽ hiểu thế này này, ví dụ chúng ta ở đây mọi người này, nó tự thiết kế ra một cái web như thế này với mô tả thế này luôn này, get site cho cô booking này đó,
nhập vào một cái từ khóa thế này thôi thì cái thằng kia nó tự vẽ ra thế này luôn, nhập đầu vào nó tự vẽ luôn. Và em cũng đã thấy cái thằng AI mà hỗ trợ thiết kế website, chúng ta chỉ việc mô tả thôi là nó chạy. Mà hôm nay em tìm không có ra, ý là nó khỏe vậy á. Đây thì ví dụ những cái hình ảnh này mọi người này, đẹp không? Cái này là hoàn toàn là từ AI á. Đây em gửi cho mọi người tự vào xem nhé. Và mọi người sẽ thấy cái câu lệnh này. Cái câu lệnh này. Được chưa? Đấy nhá. Em vào được không nhá? Một tấm hình nó tính mình bao nhiêu tiền nha. Ơi. Đây là một tấm hình nó tính mình bao nhiêu tiền nhá. Cái gì em? Em nghe nói nó tính tiền. Em nghe nói là mỗi tấm hình nó tính mình bao nhiêu tiền á, đúng không? À đúng rồi, không, nó sẽ có hai mấy hình ảnh trả miễn phí á. Dạ. Đây ví dụ là đây là cái từ khóa này. Coca-Cola này. Đây mọi người thấy từ các từ khóa này này mà nó vẽ ra này. Từ các từ khóa này á nó vẽ ra đây. Đó. Nó vẽ ra những cái này này. Đây từ khóa này, ví dụ nữ hoàng design on the night club này. Nó vẽ ra. Tức là về cái vấn đề mà chúng ta cần hình ảnh thì chúng ta sẽ dùng ChatGPT để mình mô tả hình ảnh. Nhưng mà cái này thì chúng ta nên dùng tiếng Anh nhé, thì nó chuẩn hơn, thì nó ra đẹp hơn, ra sát hơn. Ví dụ như cái bức cái này hoàn toàn là được này. Đây. Không biết cái này ấn này cho thằng Canva giờ nó chạy chậm cái này biết. Rồi. Canva thì tất nhiên nó không ngon bằng cái thằng này đâu. Canva này thì anh đang dùng Canva Pro. Mọi người có ai muốn nâng cấp Canva Pro thì liên hệ bên em. Không chạy được. Không biết tại sao mà cứ bây giờ dùng là không làm mấy cái ví dụ này được. Nên là em hôm nay là soạn bài là đã chụp vào mọi người là vì vậy á. Đó. Tức là và cái này chúng ta có thể bán để kiếm tiền nữa. Ví dụ nếu mà chúng ta gợi ý tốt thì có thể in áo này, bán hàng nước ngoài này, bán ở Việt Nam này. Thậm chí là trong lĩnh vực trang sức nhá, em mô tả cái nhẫn kim cương thế nào nó vẽ lại y chang luôn đó Phương. Chơi vậy á. Nó vẽ đó. Cái này là toàn trí tuệ nhân tạo nó vẽ. Nó vẽ như ảnh thật luôn này. Ultra photo này, HD6 gì này. Có làm video được không cơ? Video này nó làm nhưng mà không sát đâu. Bạn pro của cái này á Phương, pro cái này á. Pro của cái tính bằng đô nhưng mà mình không có nhớ nữa. Nhưng mà nó cho 25 lệnh rồi. Đây hôm nay mạng nó chậm thôi. Hôm nào mình sẽ học cái này mà. Được quá. Không tạo được. Không qua đây. Áp dụng vô bán ống thun in hình chân dung cũng khét á anh. Khét đó. Nếu mà khét ấy. Nên là hôm bữa có cái bé kia nó làm cái này khét phết này. Cái hôm bữa Facebook của anh ấy. Cái này mà nên là ở một cái bậc nữa là sử dụng thằng này để kiếm tiền nhé, sử dụng thằng này để tạo ra các sản phẩm để kiếm tiền này. Vừa đây này, cái con chụp đồ ăn này từ những cái mô tả thế này được chưa, mà nó tạo ra bức ảnh như thế này được chưa, từ cái đoạn text này đó, import này. Thì cái này là thằng gọi đây là thằng đó gửi cho mọi người á, Miji á, đó, từ import này. Đó. Đấy nhá, từ import này mà nó ra được bức hình như thế này. Đó. Đấy giờ đẹp không?
Tức là nếu mà chúng ta biết biết gõ lạnh không? Không phải chụp nữa luôn. Nay là mạng chậm quá, không không làm cho mọi người cái này được. Được. Đẹp nhỉ? Đẹp mà mình cũng muốn, muốn ăn luôn. Và đây là hoàn toàn mẹ bằng AI nhé, nó bằng bằng câu lệnh này nhé. Này, để mình chạy dịch, mình dịch nó ra rồi nhé. Mình thì cùi tiếng Anh rồi. Đây này, đây, đây là tỷ lệ bức ảnh này. Đó. À, dịch qua một cái mới đi cho nó đỡ lộn xộn. Dịch. Đây. Tức là nếu mà mình biết tiếng Anh là khai thác đường này cực tốt nhé. Ảnh chuyên nghiệp về món ăn sáng trọng này, nhưng chụp hình chụp gần này, tức là mô tả chi tiết là nó ra. Đó. Kinh không? Thật sự là mình cũng thấy sợ luôn á. Tức là lại có một số ngành nghề nếu mà mình biết sử dụng nó thì chúng ta tiết kiệm được rất là nhiều tiền luôn. Cũng hôm bữa anh thấy nó vẽ cô dâu đẹp lắm cơ. Đây này, không biết làm đâu. Bên kiến trúc nó đang đây làm đây này, nó vẽ nhà nó dùng AI nó vẽ này. Đó, vẽ bằng tay cho nó tự render ra này. Thấy cái bức cô dâu á là đẹp lắm. Đây này. Đây. Đó. Đây là bằng AI đấy em. Bằng từ những mô tả. Khi mà nói chung là thì như vậy là mình sẽ dùng ChatGPT để mình mô tả, hoặc là mình có thể mô tả lại đã xung quanh là lông gà lông vịt bay rồi y chang. Hôm vừa mình có thử nghiệm là hình ảnh một cô gái gương mặt Việt Nam nhé. Đó, nó vẽ ra này. Thấy chưa? Vẽ đẹp lắm. Vẽ đẹp thôi rồi. Đấy nhá. Đấy, gửi cái nhóm này cho mọi người tham khảo nhé. Hay phết. Đi mò mò nó nhiều cái hay phết. Không có dành thời gian, nó dành thời gian đi mò hay lắm. Rồi. À thằng này nó chạy ra đây rồi này. Nhưng mà thằng này thì cùi hơn cái thằng thằng kia nhé. Thằng này thì cùi hơn nhé. Đâu nhỉ? Thằng kim cương đâu rồi biết. Thử xem thì nó vẽ ra cái gì nhé. Ờ nó mình chưa vẽ. Ủa, anh ơi. Cơn cơn. Hả? Ví dụ như là em chụp hình một cái concept sản phẩm kim cương á, nhưng mà em đang thiếu ý tưởng thì em có thể nhờ nó mà nhờ nó em gợi ý cái ý tưởng cho em để thành ra chụp hình á. Cái sắp xếp bố trí bố cục như thế nào á. Em nói nó được, nói nó. Nói nó tôi có ý tưởng, tôi muốn đạt được cái điều gì á. Thì em nói nó gợi ý. Nói chung là anh chém gió em vậy thôi chứ anh cũng chưa thử. Có nhiều cái anh thử nhất, cái đó anh chưa thử nhưng mà anh nghĩ là nó được đó. Vì nó là anh thấy nó làm được nhiều thứ lắm thì đúng là anh cứ phải thử. Đây nhá. Đây. À, ảnh vuông nhá, mình thử nghiệm nhá. Tức là chúng ta dùng mô tả đúng không? Ảnh cặp đôi đeo nhẫn đính hôn một chút lãng mạn và kích thích này, để xem nó vẽ ra cái gì nhá. Ồ. Oh. Cùng kim cương của nó, kim cương to vậy. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy này, nếu mà chúng ta có dữ liệu là đây là cặp đôi da trắng da đen gì đó thì nó sẽ sát hơn đó. Thấy chưa? AI nó vẽ ra như vậy ạ. À. Kim cương chói lóa nhỉ. Chó này đã phải chụp hình người ta rồi. Lấy này lên rồi. Đúng không? À, anh sửa lại một tí nhá. À, từ từ này. Từ từ nhá. Cặp đôi châu Á. Đó, da vàng. Tóc
bóng đèn à, kích thích tên bãi biển. Bãi biển, biển à, biển hoàng hôn đó. Rồi thì nó là gì? Qua chữ này, bỏ chữ này đi. Thế là dùng nó nhiều cái hay lắm. Edu được chị nhé, Edu được, Edu là được rồi. Rồi mình thử nhá. Mày học người. Nhưng mà thằng này vẫn là cùi nhá, cái thằng thằng Mimi kia kìa. Nó làm ra nó đẹp trời ơi, nó đẹp giống như là ảnh thật vậy á. Nó đẹp giống như ảnh cho mọi người xem vậy á. Nhưng mà mình cơ bản là mình biết cái cách ứng dụng nó chứ. Ồ, thấy chưa? Thì chúng ta tự nhiên chúng ta đang đấy chơi da đen thì ai chơi? Tao có bán tới nước ngoài đâu. Nhưng mà cái mặt thằng kia ảo ảo vậy kìa. À, giờ mình nói là cặp đôi hoàng hôn. Đúng không? À. Đưa. Đẳng cấp chưa? Bắn cái. Đấy. Ảo ma Canada nhỉ. Ôi sao tai thằng này hay vậy. Thằng này thì nó không ngon bằng thằng kia được. Nhưng mà cái cách sử dụng ấy, ý là mình nói cái cách để mọi người sử dụng á. Dạ. Nhìn nó ngộ ngộ ấy, nhưng mà thằng kia ngon hơn. Mình không, bây giờ mạng nó tệ quá, ngon hơn. Đó, thằng kia nó ngon hơn. Nhưng mà mình biết cách của nó, bây giờ mình thích thì mình thêm text vào đây thôi. Đó. Game này dễ không? Mọi người thấy AG chưa? Bây giờ mọi người đã x mấy rồi? X mấy khả năng của nó cho công việc của mình rồi nhé. Nó thì giỏi rồi, mình nói rồi đó. Vậy thì bây giờ mọi người đã đạt x mấy rồi? Để mà tận dụng sức mạnh của nó cho công việc của mình rồi. Rồi. X6 rồi. Ok. À, Phương lên x7. Thì nói chung là mình chỉ cần mọi người đạt x3 là mình vui lắm rồi. Vì x10 thì lý thuyết là một phần, nhưng mà mọi người phải thực hành. Nó nhiều cái hay lắm, thực sự là mình cái đoạn mà đoạn câu text email mình gửi mọi người mình biết thật đó. Tức là mình phải wow liên tục với nó. Nó không phải là một cái bài của ChatGPT đâu, mà càng sử dụng á, giống như mọi người á, có những người buổi hôm nay lần đầu tiên mọi người biết đến nó, nhưng mà mọi người sẽ thấy là nếu mà mọi người dùng nó cho công việc á, nó làm được nhiều chuyện lắm, làm cực kỳ nhiều chuyện. Cái con Canva này nó hơi cùi, con này thì nó cùi nhưng mà cơ bản là vẫn dùng được, mà đây nó ảo. Răng thằng này răng môi không có nữa đâu. Thì con này nó cùi, nhưng cái con này nó mới ngon này. Nhưng mà mạng nó quay lơ quay lắm. Con này nó mới ngon này. Đó, con mà gửi cho mọi người ấy. Ngon cực luôn. À, thử nhá, con có vào được không nhá. Con này nó ngon lắm. Muốn cho mọi người thấy con nó. Con Midjourney mình mua bao nhiêu năm rồi thầy? Anh không rõ nữa, con này anh đang chưa mua đâu. Yeah. Sắp tới thì cũng phải mua để mà trải nghiệm thôi, để mình dùng cho công việc. Khả năng có thể họp lại một đội xe tài khoản với nhau, nó đỡ tiền, bởi vì chúng ta chỉ cần trải nghiệm thôi. Sau này khi mà cần kiểu như là sử dụng hết công suất thì mua. Bởi vì thằng này nó mua nhưng mà nó có cái điểm sử dụng em ạ. Hiểu không? Nên là ví dụ không phải là mua xong xe tất cả được.
nó chỉ có cái điểm mà ý là em được sử dụng bao nhiêu đó thôi. AI thì hoàn toàn là nó sẽ như vậy luôn, tức là nó sẽ có cái điểm sử dụng đó. Mọi người có sợ bị muộn quá không? Có chờ nổi không? Để thử nghiệm cái này luôn cho nó đẹp. Thằng Canva kia nó đều đều lắm. Chơi luôn em ơi, tới luôn anh ơi. À, tới luôn hả? Tới luôn. Rồi, ok. Tới luôn. Em sợ là mình không mua thì mình không có hưởng được hết mấy cái lợi ích của nó mà. Cái gì em? Thì là nó chỉ về cái hình ảnh thôi. Cái nào em? Cái me me gì đó. Anh không biết đọc cái đọc thế nào nữa. Chưa, nó vẽ me me cho mình cũng được. Cái meme. Không biết nó đọc như thế nào nữa. Tên của nó là đây này. Mi M-E-D-O-I gì mà đọc. Líu hết cả lưỡi. Mà trong như nâng cấp mạng nha anh em hay sao chứ? Bức xúc rồi ạ. Mitrani. Thôi mình đọc cái chữ không được. Không có, thôi. Thế hôm cái này hôm nào quay để mình tìm hiểu rồi mình quay cho. Mua rồi mình đấy cho. Bỏ cái này đi. Được chưa? Tức là hoàn toàn mở khóa nó nhá. Tiếp theo là cái thằng này nữa này. DID gì nữa này. Cái này thì vừa trước là mình có mua. Nâng cấp lên. Không phải. DID. Giờ nó không vào trong như nhau thì long win này. Mà nghe nó bị cái gì á, cái gì nó cũng tặng hết á. Video thư viện. Biết nó bị gì đấy biết. Để hôm bữa mình mình chưa đăng nhập. Thảo nào nó bảo mình là khách. Anh cái này là chia sẻ video hả? Cái này nó sẽ là video. Nhưng mà nó sẽ gọi là nhân vật ảo. Đây này. Đây, cương bích 32 này, còn có 32 thôi. Được chưa? Đây nó sẽ như thế này mọi người này. Tức là chúng ta có thể đưa một hình ảnh lên. Trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi mọi ngành công nghiệp bởi vì nó giúp giảm thời gian, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả trong nhiều tác vụ. AI giúp tự động hóa quy trình, dự đoán xu hướng và đưa ra quyết định thông minh. Từ đó mang lại lợi ích to lớn cho doanh nghiệp và xã hội. Cái thằng này á, nó sẽ tạo ra cái nhân vật ảo. Đây này. Thì do cái ảnh mình nó không tốt, chứ còn nếu mà ảnh nó tốt thì nó sẽ ngon hơn. Và nó sẽ tạo ra cái câu thoại. Câu thoại là bằng ngôn ngữ này, tiếng Anh này. Đó, tiếng Nhật, ví dụ Đức mà thích sản xuất bằng tiếng Nhật được, viết text vào đây nó tự nói. Được tiếng Việt này, Việt Nam này. Đấy. Cặp đôi châu Á này. Cái thằng này nó cũng mạng nó chậm, đáng lẽ ở đây nó lên các cái mặt người này. Đó, giọng đọc này. Đó. Cặp đôi châu Á da vàng tóc đen đeo nhẫn đính hôn với một chút lãng mạn và kích thích. Bên bãi biển, hoàng hôn. Dành cho mình làm video mà mình không muốn lộ mặt á. Dạo này trên TikTok nó nhiều loại video như thế này. Tức là mình làm video nhưng mà không nhất thiết phải là quay á. Thì nó sẽ có nhân vật ảo á. Đó. Bây giờ thì nó sẽ tạo text từ giọng nói này. Ví dụ mình sẽ bảo này, mình sẽ bảo nói nhá. Từ cái chỗ này này đi, từ cái chỗ kim cương này đi. Bởi vì mình phải nói chuyện với nó. Từ bài viết tạo tôi một
kịch bản video ngắn. Ok. Mở đầu một cảnh cặp đôi châu Á này đứng trên bãi biển này. Nó lấy cái tên nhưng mà ok cũng hợp lý đó, thấy chưa? Cảnh 1. Cảnh 2 này. Thì cái này nó chỉ hợp cái loại dạng mà video dạng gọi là chia sẻ thôi, kiểu như là 10, ví dụ mình chỉ làm video là 10 nơi mà bạn nên cầu hôn đó, tuyệt nhất đó. Đấy thì 1 là, 2 là, 3 là thôi, chứ không phải là quay sản phẩm đâu em nhé. Loại này kiểu như là em làm video để mà tăng tương tác thì hợp lý thôi. Kinh nhỉ, cô gái và đứng trước mặt nhau, nắm tay nhau hạnh phúc. Cảnh 6 là cận cảnh này, nhận đính hôn này. Đó, kết thúc cảnh quay này, trở lại với cặp đôi này. Đó, nó như vậy luôn. Sau đó mình nói với nó, viết cho tôi đoạn thuyết minh. Mình cho bạn tên. Mình tôi vu âm dạ yeah, viết kịch bản luôn. Đây là đoạn thuyết minh cho kịch bản luôn. Năm sẽ học về cái này. Đó. Rồi. Thằng này bây giờ vẫn chưa load lên được. Tức là từ text nhá, chúng ta có thể chọn chuyển thành nó lại viết thành tiếng Anh rồi. Nhưng mà nếu mà mình thấy là dùng các phần mềm AI mà để tạo ra hình ảnh á, thì hình hoặc là video minh họa á, thì tiếng Anh nó tốt hơn hẳn nhé. Đây vừa trước mình có thử làm video này, cái này là hoàn toàn bằng AI này. Ý là mình chưa tắt những cái video minh họa ở đây này, là AI nó tự chọn nhé. Cái này mình đang lúc đầu là mình thấy tiếng Anh để cho nó lấy video minh họa, sau đó mình chuyển tiếng Việt. Cái này nếu mà có xử lý thì cho đẹp hơn. Mình sẽ ốp các nền tảng lên. Đó, xây dựng kết nối này đó thì trong nó sẽ có kết nối cho bộ não. Thì như thế này là mình có thể xây kênh Reel, kênh TikTok được rồi. Bây giờ nó có cái dạng bọn nó chuyên làm dạng này rồi. Cũng tốt. Cái video này là AI nó tự chọn đi. Đó. Con cái này là con tuộc. Rồi. Thằng này nữa, thằng này là Canva này giới thiệu mọi người rồi đúng không? Thằng này là in video. Nó cũng tạo video từ cái dạng text. Đó. Còn cái thằng mà thằng ngon nhất là cái thằng này, thằng con bạch tuộc cái này mình vừa làm á. Nó cũng là AI luôn, nó tạo video từ kịch bản này. Nó tạo từ website, từ một cái website nhét link vào đây, nó sẽ tạo thành video. Rồi thằng này là thằng đấy. Victory AI. Này. Khủng như vậy không? Em xin tin con đó nha. Hả? Em xin link con đó. Em xin cái đường link con này với Victory AI. Xin không? Cái gì nữa đây? Tạo VI. Nói chung là thằng này nó sụp tự động luôn nhá. Thằng này
chụp tự động luôn á, mình không phải điền cái gì á, nhưng mà nó tốn tiền nhé. Thì cái cách của mình thì mình sẽ không, nói chung là sử dụng thằng này chỉ là một phần thôi. Vì nếu mà sử dụng hết thì có tiền mình có thể là tận dụng, sử dụng AI để mà mình ra cái mô tả hình ảnh, được chưa? Rồi từ AI đó mình đi, mình dùng các phần mềm khác. Bởi vì thằng phần mềm online nó có cái vấn đề là nó xử lý hơi chậm, được cái là nó nhanh lắm. Nó làm, tức là nó bỏ text vào nó sẽ tự, như video mà mình cho mọi người xem đây này, là mình chỉ có bỏ text vào thôi đó, rồi nó tự động hoàn toàn đó. Đấy, cái phần này là mình đã làm ở Việt Nam nên mình phải dịch về Việt Nam, còn nếu không là bỏ vào là nó tự động sản xuất ra video như thế này luôn, chọn nhạc, chọn đồ, rồi chọn chuyển cảnh, tốc độ, tất cả luôn. Rất là tiện luôn, cực kỳ là sung sướng, đúng không? Rồi thằng này là không biết đọc như thế nào đó, ông nào đọc tiếng Anh chuẩn thì đọc giúp. Victory. Victory. Rồi. Thì thứ năm thì mình sẽ học cái về cái này Phương. Và cái nói chung là làm video. Được chưa? Ok. Rồi. Thì mình đã chia sẻ xong cho mọi người 4 phần. Còn phần về cái thằng bản trả phí này á, thì mọi người sẽ thấy là kinh nghiệm dùng bản trả phí thì đầu tiên á, mình không khuyên mọi người nâng cấp bản trả phí đâu. Bởi vì cái bản trả phí này nó tính theo tháng này, đúng không? Bản trả phí này nó tính theo tháng. Và nó... À, tí nữa mình sẽ tặng cho mọi người 100... Tí nữa mình sẽ tặng cho mọi người 100 cái gì về content đó nhỉ? Mình hứa mọi người tặng cái gì vậy nhỉ? Giờ quên luôn rồi. Thần chú à? 100 thần chú. À, 100 thần chú á. Có hứa tặng đúng không? Thần chú. Chờ chút tí tặng. Ông nào về sớm thì thôi, ông nào ngồi lại tâm sự tình tặng. Rồi, thì về lời khuyên cho cái thằng này thì cái trả phí thì trả lời ngon rồi đó, ngon đó, nhưng mà để mà dùng thì không nên, tức là ban đầu mình cứ dùng bản miễn phí đi. Thế nào mà dùng nó ngon nữa thì nâng bản trả phí, tức là mình biết cách sử dụng nữa. Bởi vì cái thằng bản trả phí là nó tính theo, bây giờ nó cứ tính là 20 đô một tháng á, ông kích hoạt ngày nào thì là tính ngày đấy. 20 đô kể ra là bao nhiêu tiền nhỉ? 400-500 ngàn rồi, tầm 500 ngàn rồi đó. Thì nếu mà khai thác không hết thì là phí, nhưng mà nếu mà mọi người hỏi mình là nó đáng hay không thì mình trả lời là nó đáng. Nếu mà mình biết khai thác được như những gì mà mình chia sẻ cho mọi người đây được, mọi người thuần thục được thì nó đáng. Bởi vì cái trả lời của nó hay hơn hẳn. Mình sẽ thử nghiệm cho mọi người thấy nhé. Mình sẽ thử nghiệm cho mọi người nhé. Ví dụ như là mình sẽ ấn view chat này. Mình sẽ hỏi con 3.5 nhé. Rồi Tần Hưng Đạo. Tần Hưng Đạo có tên là gì nữa mọi người nhỉ? Tần Quốc Tuấn. Cái hiệu á, Quang Trung à? Không phải không? Phải không mọi người? Đạo. Lệnh chịu. Lên ngôi vua. Tần Hưng Đạo thì ta ra Google ta tra đã. Tần Hưng Đạo. Tần Hưng Đạo. Tần Quốc Tuấn. Rồi, ok. Tần Hưng Đạo và Tần Quốc Tuấn là ai? Ấy giờ, ví dụ thằng này thằng 3.5 này, nó sẽ trả lời là Tần Hưng Đạo và Tần Quốc Tuấn là hai vị tướng quân. Ấy giờ, còn chúng ta sẽ thấy cái thằng Tà Tiền này, thằng Tà Tiền này coi nó có trả lời khôn hơn không nhé. Ô, mà trả lời như vậy cũng không khôn hơn là bao nhiêu.
Đây, cái này thì như nhau đúng không? Vì khả năng là lịch sử Việt Nam nó không biết được, mình đây còn chả biết là nó có câu hỏi gì nó khác khác để mình thử hai thằng này em nhỉ? Mình giờ mình kiếm câu hỏi thử thì hơi khó, nhưng mà cái thằng thằng này này cái khả năng nhớ cái câu phía trước nó nhiều hơn, trả lời thì chậm hơn, nhưng mà câu trả lời thì nó thật người hơn. Câu trả lời thì nó thật người hơn, tức là nó có cái tính người hơn á. Cái content nó viết ra thì nó mềm hơn, tức là nó kiểu như là mềm mại hơn á. Còn cái thằng 3.5, tức là cái bản mà mọi người đang dùng á, thì nó cứng, tức là nó cứng. Nếu mà đại trả tiền thì từ từ, được chưa? Mình cứ dùng tầm khoảng 1 đến 3 tháng đấy đi. Ồ, thì mình nâng cấp, được chưa? Với lại là mình cũng không nên nâng cấp một mình đâu, nó quá phí tiền đi. Bởi vì cái này mình cũng không dùng hết cả ngày một mình được, thì mình nên share ra tầm khoảng 3 người đến 5 người là hợp lý. Tức là mình kiểu như mình không cần bảo mật thông tin ở đây, bởi vì nếu mà tìm cùng nhau nó sẽ thấy ở đây. Đó, tìm cùng nhau nó sẽ thấy ở đây. Nhưng mà nếu mà mình dùng, nói chung là tầm khoảng 3 người quay đầu là rất là đẹp, đỡ chi phí. Tính ra là trăm mấy, trăm rưỡi, hơn trăm rưỡi một người thì là hợp lý hơn. Thấy chưa? Hợp lý hơn. Ok. Rồi, thì mình muốn hỏi mọi người một chút là mọi người thấy cái thằng này có phải công nhận với mình nó là một mỏ vàng nếu mọi người biết khai thác không? Nếu mà thực sự khai thác được nó sẽ hơn cả mỏ vàng. Tôi nghĩ là vậy. Rồi, ok. Rồi, thì nếu mà thật sự khai thác được hơn mỏ vàng, và thật sự thì hôm bữa kể mọi người câu chuyện là hôm bữa Yom á, tự nhiên ngựa lên rủ cái đội kia là Yom 3 năm 65 ngày, bây giờ vẫn đang hối hận. Hiểu chết cha rồi, 3 năm 6 ngày làm gì cho hết 3 năm 65 ngày đấy, hay là thôi mình bảo hủy kèo đi, tự nhiên bây giờ phải đi nghiên cứu về tuần nào cùng phải lên. Rồi mọi người có muốn nghe cái câu chuyện mà cái lớp AI trong vòng 3 năm 65 ngày không? Thật sự là trong mấy ngày qua mình có suy nghĩ định hủy kèo. Rồi, ok, mọi người muốn nghe thì chúng ta gõ là có giúp mình nhá. Vô luôn thầy ơi. Rồi, ok, để mình sẽ tâm sự mọi người. Cái này nó nằm ngoài cái phần chia sẻ của mình thôi nhá. Phần chia sẻ mình chia sẻ xong rồi đó. Bây giờ mình đến phần tâm sự ai 365. Rồi, thì nếu như mà mọi người thấy, nếu như mà cái buổi chia sẻ hôm nay này đó, ok, thì nếu mà mình sẽ thu học phí tầm khoảng 300 ngàn thì mọi người có tham dự không? Ví dụ như cái buổi hôm nay mình có thấy là mình sẽ tiết kiệm được 300 ngàn không? Đâu? Có đúng không? Rồi, ok, cảm ơn mọi người. Và cái này thì mình vẫn đang tổ chức miễn phí. Rồi, thì rồi, đáng giá hơn đúng không? À, có phương đáng giá hơn. Rồi, cảm ơn mọi người. Thì mọi người có sẵn sàng mời mình đi cà phê để cập nhật cái ChatGPT này không? Một tuần một lần. Cà phê Sài Gòn này nó cỡ khoảng 30 ngàn gì đó. Thầy em ở xa quá sao mời đây thầy? Hả? À, rồi ok, xa quá không mời được đúng không? Rồi, thì mình, mọi người thấy này, là nhớ cho Phương ấy, xa quá không mời được. Thì mình cũng tin rằng là không thể mà trong vòng thời gian ngắn ngày mà sử dụng thằng ChatGPT này thành thạo được. Bản thân mình thì khi mà thật sự mọi người hiểu, khi mà mình bảo rủ mấy cái đội kia là đầu tư đi, mình sẽ đi cà phê hàng tuần để nói về ChatGPT á, thì thực sự là mình vẫn phải đi tìm hiểu ChatGPT hàng ngày nhá. Và mỗi ngày mình tìm hiểu thì mình thấy nó ra nhiều điều nữa, chứ không chỉ đơn giản thế này.
tại sao mà hôm nay mình chia sẻ được rất là nhiều về content mọi người biết, bởi vì là mình đã nghiên cứu nó rất là nhiều và làm rất là nhiều trong cái phần content cho ChatGPT, và bản thân mình là người làm content. Thì cái thằng ChatGPT mọi người sẽ thấy là nếu như mà chúng ta, nếu chúng ta không có cái cấu trúc câu lệnh màu chẳng hạn, hoặc là chúng ta không có một cái kiến thức về cái ngành hàng đó thì nó không khai thác được, tức là chúng ta hỏi nó cứ ra chung á. Dạ. Thì ở đây mình có một cái chương trình rủ rê mọi người. Đó là 365 ngày, tức là nó khoảng 52 tuần gì đấy. Thì mình có nói có một số anh chị là đến thứ năm đây là chúng ta sẽ thực sự là chúng ta sẽ tập trung vào chuyện làm video ngắn với ChatGPT, với các cái công cụ AI thôi. Để mình thấy sắp tới là cái xu hướng reel của Facebook lên này, gắn giỏ hàng này, rồi TikTok này, rồi Facebook, nói chung là xu hướng là video. Thì nhưng mà không phải ai có khả năng quay video được. Vậy nên là cái chủ đề tuần tới là về video. Được chưa? Thì cái chương trình này này, mọi người có muốn tìm hiểu nó không? Chuyển khoản nha. Không, mời cà phê thôi, không chuyển khoản. Mời cà phê. Thì giống như Phương nói thì mời cà phê ở đây thì mình muốn là cà phê này là 365, bởi vì thật sự không, mình hứa là hứa với cái đội kia 365 thì thật sự là đúng ngày hôm nay rất là ân hận. Mình chỉ ước là mình được hủy cái kèo này, thật sự luôn. Mình cứ nghĩ là bây giờ như anh Phương bảo không kịp, nhưng mà đúng suy nghĩ lại mình thấy tự nhiên không hiểu tự nhiên mình làm được cái trò này làm gì, để rồi tuần nào cũng phải đi nghiên cứu rồi lại phải đi gặp mọi người. Rồi đây thì đây là cái đề xuất của mình. Mình sẽ có cái này là trị giá thôi nhá, không phải là giá bán đâu, yên tâm đi. Một cái AI 365 ngày nó là 15.600, tức là mình sẽ lấy tầm khoảng cà phê 30.000, tức là một buổi như vậy, một buổi zoom là 300.000 đi, thì mình nhân 52 buổi ra 15.600, được chưa? Không phải một con số gọi là trên trời đâu. Và cái này nó tương đương, ví dụ mọi người mời cà phê hàng tuần thì 52 tuần thì 30 buổi gì đó, rồi mình sẽ tính tiếp nhé. Mình sẽ tặng cho mọi người một khóa ChatGPT nền tảng nữa, tức là các cái câu lệnh này, các cái phần gõ này. Cái này thì đang xây dựng nhé, chưa xong đâu. Cái này giờ đúng là đợt trước kiểu lờ mồm, bây giờ phải đi làm rồi đó. Bộ câu lệnh này này thì mình sẽ tặng mọi người. Cái này mình sẽ tặng mọi người bộ 3.000 câu nhé, không phải 1.000 đâu. Tặng câu bộ 3.000 câu. Thôi cứ 1.000 trước đi, còn 3.000 tặng sau nhé, bởi vì 3.000 đang làm luôn. Cái này mình sẽ có cái phần tích hợp chatbot GPT này này vào fanpage, thì mình sẽ, nhưng mà mọi người phải biết về chatbot. Mình sẽ tặng mọi người luôn khóa chatbot, bởi vì không tích hợp rồi mà không biết làm chatbot, không biết làm kịch bản thì không được. Và cái khóa học chuyên về video ngắn bán hàng này, cái này cũng đang xây dựng luôn. Thì tất cả ở đây nói thẳng ra là cũng đang xây dựng luôn. Chỉ có cái bộ 1.000 này này, chatbot này là có sẵn thôi. Còn cái chương trình 365 ngày này bây giờ mới bắt đầu làm, bây giờ cũng không thể rút lại được nữa luôn, không rút lại được nữa. Thì mình thấy là trong ChatGPT á thì nó ứng dụng cho rất là nhiều. Hả? Đó. Nó ứng dụng rất là nhiều trong affiliate marketing, trong social, trong Facebook, nói chung là rất là nhiều. Và mình muốn là trong 52 tuần đó thì mình sẽ làm từng chủ đề một. Ví dụ tuần này này, thứ năm này là làm video, nhưng mà không phải dạng là cười người xem hoa nhá, mà là dạng chúng ta ra được cái sản phẩm á. Tất cả đều mong muốn như vậy, ra được sản phẩm. Được chưa? Thì mình sẽ ra được và mình sẽ đi từng chủ đề, ví dụ như là sử dụng sheet như thế nào này, tích hợp chatbot như thế nào này, sử dụng để phân tích đối thủ, nói chung là có những cái thật sự bây giờ mình cũng chưa nghĩ ra được cơ. 52 tuần mình cũng chưa nghĩ ra là cái chủ đề cái gì cơ. Thì mình chỉ tạm thời mình nghĩ được là về video, mình về tích hợp chatbot, về email. Nói chung là 52 tuần bây giờ mình phải đẻ ra để mà ứng dụng. Và 52 tuần này nó chỉ là ứng dụng ChatGPT trong chuyện kinh doanh thôi. Đó. Thì đây là bộ câu lệnh mình sẽ tặng mọi người. Bộ này thì mình đi xin được nhá. Thằng có thằng kia trả tiền còn 1.000 này. Rồi. Thì ví dụ ứng dụng trong kinh doanh nó sẽ có này, về đồ họa này, về đào tạo nhân viên này. Nói chung là mình càng tìm hiểu thì nói chung là của bọn nước ngoài là nhiều. Nước ngoài nó làm khá là nhiều, nó đi trước mình. Thì
ngồi phải xem video xong rồi biệt sức. Ta nói thật, ân hận đó bạn Phương đó. Mình vẫn hơi ân hận cái trò 365 ngày này. Thì mọi người sẽ thấy này, nếu mà mọi người không biết sử dụng ChatGPT thì tất nhiên là không được rồi. Bây giờ xu hướng là chúng ta phải sử dụng, nhưng mà rất là nhiều người tức là ứng dụng không được, gõ không ra. Còn nếu mà chúng ta biết sử dụng có cái câu lệnh sẵn á, thì chúng ta sẽ tăng tốc độ được, đúng không? Đó, nếu mà chúng ta tự gõ thì như thế này thôi. Còn nếu mà chúng ta như những gì chúng ta được học á, mà chúng ta ở đây thực sự một cái buổi này thì không hết được, và mình muốn là nó đi vào từng cái ứng dụng đó, thì mình sẽ có một cái đề xuất cho mọi người. Giá thông thường cái này là 6.9889, đúng không? Nhưng mà hôm nay thì nó sẽ có một cái giá đặc biệt, đó là 1.489 cho tất cả những cái đám ở trên này. Nhưng mà cái này thì hôm nay thì đến giờ này những người ngồi ở đây thì nó còn có giá tốt hơn nữa cơ. Có ai muốn biết giá tốt hơn nữa không? Giá này là ok rồi đúng không? Thật sự giá này là ok rồi đó, nhưng mà hôm nay còn có giá tốt hơn. Bây giờ mình lỡ đâm lao phải theo lao á. Đúng là đúng kiểu đâm lao cái thằng AI365 này nó chết nhục bây giờ rồi. Nên là mình nói với Phương thì biết đâu là sẽ thành một cái mới. Nhưng mà mình theo suy nghĩ của mình như thế này này, mình sẽ không tìm hiểu AI kiểu như là thuần dạng mấy YouTube hay là họ chuyên về AI, họ cứ nói AI này AI kia, mà mình muốn là ứng dụng trong việc kinh doanh. Thì mình sẽ hiện tại nhé, mọi người để ý là các cái chuỗi mail của mình là viết bằng AI hết á. Email của mọi người á là AI á, không phải mình viết đâu. Mình viết không được như vậy đâu. Và nó sẽ chăm sóc khách hàng. Nói chung là cái tư duy hiện tại về quảng cáo của mình là không phụ thuộc nền tảng nào cũng được, thằng nào rẻ thì mình chơi. Còn nền tảng phụ thuộc nền tảng rất là mệt. Và định hướng sắp tới đó là cái hệ thống bán hàng tự động. Muốn có hệ thống bán hàng tự động thì chúng ta phải có landing page, chúng ta phải có biết viết bài trình bày, chúng ta phải có email, chúng ta có SMS, chúng ta có bài bán hàng, thì mình sẽ dựa vào cái đó. Không, có ai muốn biết cái giá của hôm nay không? Có ai quan tâm muốn biết giá tốt hơn nữa không? Giá tốt hơn nữa không? Ưu đãi to hơn nữa không? Có ai quan tâm thì có ai quan tâm comment cái. Quan tâm không Phương? Rồi ok. Đây là giá của hôm nay. Đó là 989.000, đúng bằng 30.000 một ly cà phê cho 52 tuần. Đúng như là nói ở đầu luôn, là ly cà phê cho 52 tuần. Và cái này thì mình cũng không muốn có nhận đông nữa. Nói chung là cái này mình xác định nó là một cái niềm vui ấy. Tức là tìm hiểu và kiểu như là hàng tuần để lên mà chia sẻ lại và học cùng nhau ấy. Mọi người sẽ thêm chủ đề rồi làm sao cho, tức là mình phải ứng dụng ChatGPT cho nó gọi là ra ngô ra khoai ấy. Đó, thì cái này nó chỉ áp dụng cho 3 người thôi nhá, 3 người chuyển khoản đầu tiên thôi. Còn ông nào chuyển khoản sau thì cùng chấp nhận là cái giá đó. Rồi đây mình sẽ gửi thông tin cho ông nào, cho 3 ông đầu tiên thôi. Dạ. Và cái này thì mình sẽ có một số cái quà tặng nữa, nhưng mà mình chưa hứa trước được, bởi vì là thật sự với cái mình để coi thì cái chắc mình có một số tài khoản nhá, thì mình sẽ share được. Đang nào mình cũng phải mua, đang nào mình cũng phải học. Thì ví dụ như là sẽ tặng cho một cái Canva Pro này, cái Mi đó thì chưa hứa trước được, nhưng mà khả năng nếu mà mình mua được thì mình cũng sẽ share cho cái đội này. Được chưa? Đó, thì cái câu lệnh nhá, thì bây giờ mình sẽ gửi cho mọi người cái này là đúng, mình đang tính giá là bằng ly cà phê đó, bằng ly cà phê 52 tuần ly cà phê đó. Rồi dạ. Chào anh. Thì cái này thì mình sẽ cung cấp cho mọi người các cái bộ câu lệnh sẵn như thế này nhé, trong từng lĩnh vực mọi người chỉ gõ thôi, giống như cái câu mà câu content thế này này, nó chỉ gõ thôi, gõ và nó
ra kết quả rồi, gõ ra kết quả rồi, rất là nhanh, không phải đi mò, không phải mò nữa. Và đặc biệt thì cái này là một cái gọi là lở rồi là đúng là 52 buổi rồi, lở rồi, nên là đâm lao phải theo lao luôn, đúng chưa? Đâm lao phải theo lao. Và cái này thì đúng, đây là giá hôm nay nhé, dành cho 3 người chuyển khoản đầu tiên thôi. Đó. Rồi, thì mọi người có cái hỏi gì thêm về AI không? Thì giờ tiện thì giải quyết luôn, trong lúc xử lý. Còn cái AI 3565 này thì đúng là lờ rồi, hôm bữa lờ hứa rồi, không tổ chức không được. Mai thì cái chương trình này mình sẽ không có thu hút người vào thêm nữa đâu, vì chỉ để lại một nhóm gọi là hôm bữa thì đây có một cái đội đây rồi, cái đội đội của lớp trước, cái đội mà hứa của lớp trước ở đây tình rồi. Thêm một người nữa rồi, chỉ còn là một phần nữa thôi đó, cho con một người nữa. Chưa có tài khoản đúng không Đức? Đang bảo vừa chuyển. À rồi, thì nốt ông nữa nha. Nhưng bây giờ vừa không biết ngủ chưa, đang nhắn tin vừa bảo vừa chuyển rồi không phải. Cái này thì mà ông bên Nhật thì còn nói chung là ưu tiên cho ông nhá, riêng ông Đức nhá. Ok. Vì ông ở bên Nhật nó khó khăn hơn. Và coi như là bây giờ mình sẽ cho 4 người đi, vì đằng nào cũng có ông Đức. Đức ở bên Nhật rồi. Thì cái thằng hôm nay thì mạng hơi chậm, nhưng mà cái thằng này nó vẽ được tốt này. Mạng nó chậm quá không cho mọi người xem được. Nó vẽ được tốt luôn. À đây này, đỡ mạng đây này. Đâu rồi, cái Phương rồi. Cặp đôi châu Á da vàng hoàng hôn. Mấy thằng này là lại quay đây, lại quay tròn rồi. Đây nhận được của ai đây nhỉ? Cái nội dung chuyển khoản nhé, thì ai mà chuyển thì tí nữa mọi người inbox mình nhé. Không được, không vào được. À được rồi đấy.
giờ nó vẻ đẹp không? Import. Có anh nào tên Thắng nhỉ? Ghi là Thăng chuyển thôi, em không có cái Thành. Không ghi được nội dung chuyển à? Có ghi được chứ, nhưng mà ông Thành ông em ghi tiếng Việt ông Thành. Khổ Thành. Import. À quên, cái này phải là tiếng Anh chứ. Dịch qua tiếng Anh, cặp đôi. Hết giờ nó chạy được hay không? Nhận được con Đức đây rồi nhá, phải không? Vợ chuyển rồi đây không? Từ Trần Thị Hoa. Nhiều biết số nào. Đúng. Cả Đức chuyển tiền học đúng không? À. Đâu rồi nhỉ? Nó bảo là hết lượng người dùng miễn phí rồi. Ngày mai quay lại thì khả năng thằng này thì mình sẽ mua tài khoản để coi cái tài khoản nó như thế nào nhé. Đủ ngân sách thì mới mua được nhé. Nếu mà mua được thì chia sẻ cho anh em vào vọng, mình cũng không có nhu cầu khai thác nhiều đâu. Thành đâu rồi Thành? Không thấy cam đâu em. Dạ em đen rồi. Tâm sự lý do tham gia AI 365 được em. Sao em tham gia vậy? Tại em học một này em thấy thích, nên là em thấy nó cũng cần thiết. À, cái này để hôm nào cái tài khoản anh để anh mua rồi xem mấy anh em dùng, nhưng mà nó có một cái hay nhé, là tức là nó em vẽ, tức là vẽ trong không gian á, trong cái thiết kế của em, cái sản phẩm của em á, em sẽ vẽ nó, sẽ vẽ cái không gian để em đặt cái sản phẩm em vào luôn. Nó vẽ hay như vậy luôn á. Thì nói chung là cái phần câu lệnh này cũng đang nghiên cứu. Không, nó được bao nhiêu tấm cái phương để cái này, thì cái tài khoản này để cứ coi lại bao nhiêu tiền thì hợp lý thì để ta mua mấy anh em dùng. Rồi còn những người còn lại không kịp thì sao nhỉ? Bây giờ thì đủ số lượng người nữa. Có ai nó mong muốn là không kịp 4 người rồi nhưng mà vẫn tham gia với một cái mức ưu đãi không? Ai giờ vậy này gọi sếp thầy ơi. Chỉ người thì sếp như ngủ rồi sao á. Rồi ok, thì bây giờ như thế này này, bởi vì cái này nhá, sẽ du di đến 12 giờ trưa mai, được chưa? Du di 12 giờ trưa mai nhé, 12 giờ trưa mai nhé, và thôi cho nó lên được 5 người đi. Ok. Đó. Thì anh em nào hỏi sếp giống như thằng Phương thì thằng Phương phải hỏi đi hỏi sếp đó thật. Vì cái này là cho công ty, nó học cho công ty nên là nó không thể trả tiền được, thì ok.
Yuji đến từ ngày mai. Thì bây giờ như thế này này, đến cái này là thứ 5 mình sẽ học rồi đó mọi người. Bởi vì cái này là hứa rồi là thứ 5 nhá. Thì cái tí nữa những ai mà thanh toán á, thì mình sẽ thêm mọi người vào một cái group Zalo. Thì thứ 5 mình sẽ học cái phần này nhá. Tức là học cái thằng này này. Làm sao để tạo ra một cái video bán hàng ngắn được bằng AI. Thì mình sẽ học nhiều dạng, tức là dạng dùng AI để lấy thông tin vẽ ra minh họa và làm. Tiếp theo là dùng AI hoàn toàn. Thì dùng AI hoàn toàn này thì chi phí nó sẽ cao, nhưng mà được cái được việc, nhưng mà mình sẽ không hướng theo hướng đó. Tức là chúng ta chỉ sử dụng AI nó một phần thôi để cho nó đỡ chi phí. Cái thằng này chi phí nó cũng cao này, không phải rẻ đâu, cao lắm. Thằng này thì tài khoản thì nó rẻ hơn. Thì đang nghiên cứu để coi thằng nào tài khoản mà nó, với lại là đang liên hệ mấy ông anh quốc tế. Mấy ông anh quốc tế thì cái giá mua nó mềm hơn, gọi là cái này là một ông anh học viên chỉ cho mình thôi. Nhưng mà nếu mà mọi người mua những cái sản phẩm gì á mà kiểu như là tải về ngay được luôn á, dạ, tải về ngay được luôn á,